Ở cái buổi học ngày hôm qua, tí nữa anh sẽ đăng lại cái clip bài giảng ngày hôm qua cho cả lớp mình. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái đề. Nó sẽ là một cái đề khái quát nhất cho toàn bộ cái tác phẩm Trước tiên ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái giá trị nhân đạo của nhà văn cũng như là cái tư tưởng nhân đạo của tác phẩm này. Để anh xem màn hình cho cả lớp mình thấy ha. Ok, Kêu có thấy màn hình của anh không? Đấy anh ơi. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái giá trị nhân đạo của tác phẩm Trước thềm ngoài xa. Ban đầu nhá, các bạn sẽ cùng nhau ôn lại về những cái phần mở bài hay là cái phần dẫn dắt thì anh sẽ không nhắc lại nữa. Bởi vì các bạn có thể học về cái phần mở bài mẫu hoặc là chúng ta nắm được những kiến thức cơ bản về nhà văn Nguyễn Minh Châu thì ở cái buổi học trước anh hướng dẫn rồi ha. Còn tài liệu thì anh sẽ gửi cho cả lớp mình sau. Cái tài liệu hình như có rồi, tài liệu của bài Trước thềm ngoài xa có rồi, thì nó anh có đăng lên cái folder học tập của lớp mình, thì để anh đăng lại nha. Lát nữa anh sẽ tổng hợp tất cả những cái tài liệu liên quan đến bài Trước thềm ngoài xa này cho cả lớp mình có thể dễ dàng theo học một cách tốt hơn. Thì anh sẽ bỏ qua tất cả những cái gì liên quan đến phần mở bài, số liên quan đến cái phần dẫn dắt, thì các bạn chỉ cần học đúng cho anh một cái phần thôi. Mở bài thì chọn một cái phần mở bài hay nhất vào để học. Còn dẫn dắt thì chúng ta sẽ nắm những kiến thức cơ bản về nhà văn Nguyễn Minh Châu, về cái phong cách sáng tác, đề tài sáng tác và cũng như là cái sự trăn trở và cái nỗi băn khoăn của ông về số phận của con người. Và cái tác phẩm Trước thềm ngoài xa được viết sau năm 1975, sáng tác năm 1983 đúng không? Là một cái tác phẩm tiêu biểu cho cái cảm hứng thế sự đó của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Rồi, và khi đọc cái tác phẩm này thì đây thuộc một cái tác phẩm mà rất giàu về giá trị nhân đạo. Cả ba cái tác phẩm truyện ngắn ở trong cái chương trình kỳ 2 mà chúng ta học đều là những cái tác phẩm giàu giá trị nhân đạo. Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, giá trị nhân đạo có nghĩa là gì? Có ai biết giá trị nhân đạo có nghĩa là gì không? Châu ơi Châu, em có biết rằng em hiểu giá trị nhân đạo là gì và giá trị nhân đạo thường có những cái biểu hiện như thế nào trong các tác phẩm văn học đích thực nhỉ? Em thật ra em về khái niệm thì em cũng không nắm rõ lắm, nhưng mà em biết là giá trị nhân đạo, ví dụ như trong bài bài ta à tại vì trong bài Vợ chồng A Phủ thì giá trị nhân đạo của Tô Hoài là đã cho nhân vật của mình một lối thoát và một đường thoát, và cho cái thay vì để nhân vật Mị dường như chết hẳn thì Tô Hoài lại để cho Mị một con đường sống và một cái sao ta không biết giải thích sao nữa. Nói chung là Là ông ấy thể hiện cái, tức là ông ấy đưa ra một cái giải pháp để giải phóng cho cuộc đời và giải phóng dạ cho đúng rồi. số phận của con người đúng không? Tức là ông ấy không muốn cho nhân vật của mình chìm đắm mãi ở trong cái khổ. Ông ấy không muốn cho nhân vật của mình sẽ bị vùi dập bởi cái cuộc sống bị chà đạp bởi cường quyền, thân quyền và tiền quyền. Và bằng cái tình yêu thương, bằng cái việc là phân tích làm rõ hơn cái tinh thần phản kháng mãnh liệt của Mị, thì ông ấy đã mở cho nhân vật của mình một cái con đường sống. Hay nói chính xác hơn, đó chính là mở ra cho nhân vật một cái con đường tốt đẹp hơn và một cái tương lai tươi sáng ở phía trước. Thì đấy cũng là một cái biểu hiện của giá trị nhân đạo đúng không? Theo em nhá, cái giá trị nhân đạo ở đây nó có lên án và tố cáo cái gì không? Có không? Khi mà chúng ta thể hiện cái tình yêu thương con người thì chúng ta phải đi tận cùng, chúng ta phải đi đến tận cùng cái nỗi khổ đau, cái sự bất hạnh của con người nó đến từ đâu. Chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân đó, chúng ta phải đi đến tận cùng của cái nỗi khổ đau cũng như là cái sự bất hạnh của số phận con người. Và khi mà chúng ta đã tìm ra được cái nguyên nhân đó rồi thì tác giả sẽ cất lên một cái tiếng nói tố cáo và lên án cái xã hội đó hay là cái điều gì đó nó đã khiến cho con người trở nên khổ đau và bất hạnh. Đúng không? Và em để ý rằng nhé, ở trong những cái tác phẩm mà có giá trị nhân đạo ấy, không chỉ nói về cái sự đồng cảm, không chỉ nói về cái sự xót thương cho số phận bất hạnh của con người đâu, mà nhà văn họ còn rất là trân trọng, nâng niu, khám phá và phát hiện ra những cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn của họ nữa. Đó, thì đấy chính là những cái biểu hiện rất là cơ bản thôi khi mà chúng ta tìm hiểu về cái giá trị nhân đạo của một tác phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần khái quát về giá trị nhân đạo mà chúng ta sẽ bắt gặp ở trong những cái tác phẩm văn học chân chính nhé. Ở đây anh sẽ đánh dấu cho các bạn một số những keyword để các bạn có thể hiểu giá trị nhân đạo có nghĩa là gì. Và ngay sau đó thì anh sẽ đưa ra một cái ý kiến là một cái quan niệm về nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu luôn, để nói về thiên chức cũng như là cái trách nhiệm của một nhà văn
khi mà anh ấy sáng tác nên một tác phẩm hay là khi anh ấy viết và tìm hiểu về cuộc đời, về số phận, về con người. Giá trị nhân đạo là một cái giá trị cơ bản của những cái tác phẩm văn học chân chính, được tạo nên bởi cái niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn với nỗi đau của những con người hay là những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đồng thời, nhà văn còn thể hiện cái sự nâng niu, trân trọng những cái nét đẹp trong tâm hồn và niềm tin, khả năng vươn dậy của con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Keyword của chúng ta nhé, cảm thông cho nỗi đau hoặc là cho những cảnh đời bất hạnh. Thứ hai là thể hiện cái sự trân trọng và nâng niu những cái vẻ đẹp trong tâm hồn, trong tính cách, trong phẩm chất của con người. Và thứ ba là thể hiện một cái niềm tin về khả năng vươn dậy của con người dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào của cuộc đời. Và em để ý rằng nhé, cả ba tác phẩm mà chúng ta học ấy đều có một cái khả năng vươn dậy của con người. Nếu như vợ chồng A Phủ, đó chính là cái việc mà Mị và A Phủ vùng lên đúng không? Có một cái tinh thần phản kháng mãnh liệt, họ vùng lên và họ tự tay cắt cái sợi dây trói vô hình để cứu mình ra khỏi cái sự áp bức, cái sự bóc lột của một cái chế độ xã hội phong kiến ngày xưa, của cái hủ tục đó chính là thần quyền, cường quyền và tiền quyền. Thì ở trong cái tác phẩm gì nhỉ? Vợ nhặt đúng không? Tác giả cũng để cho nhân vật của chúng ta họ hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn bằng cái suy nghĩ lóe lên ở cuối tác phẩm, đó chính là nhìn cái hình ảnh đoàn người đi trên đê sộp và phá kho thóc của Nhật. Rồi cái câu chuyện gia đình trong cái bữa cơm ngày đó hôm đó, họ chỉ toàn nói chuyện vui không à? Họ chỉ toàn nói cái chuyện vui, chuyện tốt lành, chuyện tốt đẹp ở tương lai phía trước đúng không? Nên đó chính là cái khả năng vươn dậy của con người. Và sẽ có một cái điều gì đó, sẽ có một cái điều kỳ diệu nào đó từ cuộc sống này sẽ làm thay đổi cuộc đời của họ và thay đổi số phận của họ. Thì đấy chính là cái niềm tin của nhà văn vào cái sự thay đổi cuộc đời và cái sự thay đổi số phận của nhân vật. Và chúng ta sẽ đi đến một cái lời quan niệm của nhà văn Nguyễn Minh Châu khi nói về thiên chức của nhà văn cũng như nói về một cái tác phẩm văn học chân chính, nó sẽ phải là một cái tác phẩm như thế nào không? Nhà văn phải là người đi tìm những cái hạt ngọc ẩn giấu ở sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người. Nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc là số phận đen đủi dồn đến bước chân tường. Những con người cả về tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đày đọa đến ê chề, hoàn toàn mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời. Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực. Thì đây chính là một cái quan niệm về nghệ thuật và nó thể hiện rất rõ cái giá trị nhân đạo ở trong tất cả những cái tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thì khi mà các bạn nói cái đoạn này thì em có thể lấy cái ý kiến này để đưa vào bài viết của mình không? Sau đó nhá, sau khi mà chúng ta khái quát về giá trị nhân đạo của tác phẩm xong rồi thì mình sẽ đi đến cái phần thứ hai là mình sẽ cùng nhau phân tích cái biểu hiện của giá trị nhân đạo đó trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Các bạn để ý cho anh bốn biểu hiện như sau nhé. Biểu hiện đầu tiên đó là cái sự đồng cảm và cái niềm xót thương của nhà văn đối với cuộc sống của con người lao động sau chiến tranh. Biểu hiện thứ hai đó chính là nhà văn lên án cái nạn bạo hành gia đình của người chồng vũ phu thô bạo đã vô tình làm tổn thương. Ở đây nhé, anh sẽ ghi thêm này, đã vô tình làm tổn thương người vợ và tổn thương cái tâm hồn ngây thơ của những đứa con. Cái thứ ba là nhà văn đã phát hiện, nâng niu và trân trọng những cái vẻ đẹp tâm hồn, những cái phẩm chất cao đẹp của con người. Đó là lòng nhân hậu, là sự vị tha, là độ lượng, dầu đức hy sinh cũng như là thấu hiểu lẽ đời của người đàn bà hàng chài. Và cuối cùng, nhà văn ông ấy đã đặt ra một cái vấn đề cấp bách của xã hội. Làm thế nào để giải phóng con người thoát ra khỏi bi kịch gia đình? Làm thế nào để đưa con người thoát ra khỏi cái bi kịch cuộc sống? Và tức là ông ấy rất là trăn trở ấy, cái câu chuyện ở đây ấy, không phải ông ấy viết cái tác phẩm này nó kết thúc đâu, mà ông ấy đã đặt ra một cái vấn đề của cuộc sống, đó là cuộc sống của đất nước của chúng ta sau cái thời kỳ chiến tranh. Và em tưởng tượng nhé, đau khổ, đói nghèo, tăm tối, rồi lạc hậu, thất học,
đó đều là những cái vấn đề mà xã hội đặt ra với chúng ta sau khi mà cuộc chiến tranh ấy kết thúc. Thì nhà văn ông ấy đã thể hiện một cái sự trăn trở, đó là làm như thế nào để có thể giải phóng con người, làm như thế nào để khiến cho con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như trước cách mạng tháng 8, đúng không, cái câu chuyện của cái đói, cái câu chuyện của cái sự nghèo khổ và bất hạnh á, nó đến từ giai cấp thống trị, nó đến từ chế độ thực dân, thì đơn giản chỉ cần đánh đổ cái giai cấp thống trị, đánh đổ cái chế độ thực dân là chúng ta có thể giúp cho nhân dân của chúng ta thoát khỏi cái bóng đêm nô lệ đầy đen tối. Nhưng ở trong cái xã hội hiện đại ngày nay, đúng không, cái câu chuyện đói nghèo, cái câu chuyện thất học, cái câu chuyện bạo lực gia đình, nó không phải là một sớm một chiều là chúng ta có thể làm xong được. Đây là một cái vấn đề mà vạn kỷ thời đại nào cũng có. Em để ý rằng nhé, nó không chỉ là sau năm 1983 đâu, mà đến bây giờ cái vấn đề nó vẫn còn tồn tại, đúng không? Thế thì câu chuyện đặt ra đó chính là nó không chỉ đến từ một người đâu. Một cái vấn đề cấp bách của xã hội đó chính là chúng ta cần phải nỗ lực, chúng ta cần phải cố gắng để giúp con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đặc biệt hơn là với những cái tác phẩm nghệ thuật đó. Tác phẩm nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, tác phẩm nghệ thuật không phải là cái sự thác ly hiện tại, thác ly hiện thực cuộc đời, mà tác phẩm nghệ thuật cần phải gắn liền với cuộc đời, cần phải gắn liền với hoàn cảnh và số phận khổ đau của con người, và cần phải rút ngắn cái khoảng cách giữa văn chương và hiện thực đời sống để mà chúng ta có thể thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia cho những cái nỗi khổ đau của nhân vật nhiều hơn. Và khi chúng ta biết đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu cho những cái nỗi khổ đau của nhân vật thì chúng ta sẽ sống tốt hơn. Chúng ta sẽ sống biết sẻ chia hơn, yêu thương hơn và thấu hiểu nhiều hơn với con người trong cuộc sống ngày hôm nay. Đúng không? Nên là có thể là cái tác phẩm này nó dừng lại, nó không có một cái hướng mở. Em để ý rằng nhé, so với những cái tác phẩm trước ấy, thì nhà văn Kim Lân hay là nhà văn Tô Hoài, ông ấy đã đưa ra chúng ta một cái vấn đề rất là cụ thể và rõ ràng. Đó là vợ chồng A Phủ chạy đến Viềng Sa và họ được tìm đến ánh sáng cách mạng, họ được thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận của mình. Hay là cái câu chuyện của gia đình của Trà, đúng không? Khi mà hình ảnh những người đi trên đê sổ phá kho thóc của Nhật và phía trước là lá cờ đỏ sao vàng, thì cách mạng ở đây đã đến và đem đến cho cuộc đời của họ một cái ánh sáng cuộc đời, ánh sáng của niềm tin, của hy vọng và tương lai. Thế nhưng ở trong cái tác phẩm Chiếc Thuyền Ngày Xa này, ông ấy không nói cụ thể vấn đề đó, bởi vì rất là khó để có thể nói được, bởi vì đây là một cái vấn đề nó không dễ dàng. Đây là cái vấn đề của tất cả đất nước, của tất cả nhân loại, và đây là một cái vấn đề mà của vạn kỷ thời đại nào cũng có. Và để thay đổi được cái điều đó, nó không bao giờ là cái điều dễ dàng cả. Nhưng cái điều mà chúng ta có thể làm đó chính là hãy cần rút ngắn cái khoảng cách giữa văn chương và hiện thực cuộc sống để mà thấu hiểu, cảm thông, đồng cảm cho cái số phận con người. Và chúng ta cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng để có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân và cho đất nước. Thì đây chính là cái điều mà nhà văn ông ấy đặt ra một cái vấn đề như vậy á. Cuộc sống đói nghèo, cuộc sống bạo lực gia đình hay là cái sự thất học, nó vẫn đang đeo bám, vẫn đang bủa vây con người. Và chỉ có một cách tốt nhất, đó là chúng ta cần phải cố gắng phát triển đất nước. Có một cách tốt nhất để chúng ta phải rút ngắn cái hiện thực và văn chương để con người có thể thấu hiểu, yêu thương và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Từ đó chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau và đùm bọc lẫn nhau và cùng giúp đỡ nhau vượt qua tất cả mọi cái khó khăn, thử thách ở trong cuộc đời. Đấy nhá, đấy chính là cái biểu hiện giá trị nhân đạo của tác phẩm. Thực ra khi mà các bạn đọc được cái bài này rồi, các bạn học được cái bài này rồi thì các bạn sẽ không sợ bất cứ một cái đề nào cả. Do là đây là một cái đề nó khái quát gần như là toàn bộ về cái tác phẩm này luôn. Nên là nếu các bạn học được cái đề này thì các bạn có thể làm được hết, làm được tất cả những cái đề mà người ta có thể hỏi chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích chi tiết hơn không? Cái phần phân tích chi tiết hơn cho từng cái biểu hiện đó chính là cái sự đồng cảm, cái niềm xót thương của nhà văn đối với cuộc sống của những con người lao động sau chiến tranh. Em sẽ phân tích kỹ cho anh về cái cuộc đời cũng như là cái số phận bất khó, à cái số phận khốn khó, bất hạnh của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm này. Cái điều mà chúng ta trọng tâm phân tích nhé, để mà nói lên được cái sự đồng cảm và xót thương á, thì em thấy rằng người đàn bà hàng chài hiện lên với một cái ngoại hình rất là xấu xí và thô kệch, đúng không? Mụ rỗ mặt, rồi cái gì nhỉ? Trong cái tác phẩm này thì có cái chi tiết gì? Có một cái chi tiết miêu tả về ngoại hình của người đàn bà hàng chài á, các bạn còn nhớ cái chi tiết đó không? Chi tiết nào cho ông đây thấy được cái hình ảnh của người đàn bà hàng chài nhỉ? Phải nhớ dẫn chứng nhé. Ở trong cái cảnh bạo lực gia đình á, thì có chi tiết nào nói về hình ảnh người đàn bà hàng chài ta? Đây,
Người đàn bà chạc ngoài 40, một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch, mụ rỗ mặt. Tức là một cái ngoại hình không được đẹp đúng không? Một ngoại hình có phần xấu xí và thô kệch. Và khi đọc tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời, về số phận của người đàn bà hàng trài này, thì chúng ta thấy rằng chị còn là nạn nhân của cuộc sống đói nghèo. Thuyền chật mà lại đông con đúng không? Thậm chí là có hôm phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Thì đây chính là cái cuộc sống đói nghèo rồi. Nhưng mà còn có một cái điều khiến cho người đọc vô cùng xót xa cho nhân vật này, đó chính là chị phải chịu đựng cái cảnh đòn roi, chịu đựng cái sự bạo lực gia đình. Nó không chỉ diễn ra một ngày, hai ngày đâu, mà nó còn diễn ra như cơm bữa nữa. 3 ngày một trận nặng, 5 ngày một trận nhẹ. Anh nhắn tin đây. Ồ, ừ, đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn về cái phần này ha. Đây, các bạn có thể tham khảo như sau. Tuy nhiên á, khi mà chúng ta nói về cái sự đồng cảm, ở đây anh muốn nhấn mạnh cái câu chuyện đó chính là khi mà chúng ta nói về cái sự đồng cảm và xót thương của nhà văn dành cho nhân vật, thì thường ấy các bạn sẽ chỉ nói về nhân vật người đàn bà hàng chài thôi, mà chúng ta quên mất rằng nhà văn ở đây qua cái câu chuyện của chị ở tòa án huyện buổi sáng ngày hôm sau đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là dường như nhà văn ông ấy còn đồng cảm và thấu hiểu cho cái áp lực mà người đàn ông này phải gánh chịu. Lý do nào khiến cho người đàn ông này trở nên một kẻ vũ phu thô bạo và đánh đập vợ một cách dã man và tàn bạo như vậy? Thì dường như nhà văn Nguyễn Minh Châu cũng một phần nào đó còn thương cảm cho một kiếp người như gã chồng thông qua cái lời bộc bạch của chị ở trên tòa án huyện. Một người vốn dĩ hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nhưng sau ngần ấy năm, cái gì đã khiến anh ta trở nên cục xúc, độc đắc? Cái gì đã khiến cho anh ta cục xúc và độc ác đến như vậy? Chị nói đúng, do cái nghèo, cái khổ, nó cứ đeo bám mãi. Với cái món xương rồng luộc chấm muối thì cỡ nào người ta còn còn bình tĩnh nổi. Như vậy thì để mà hiểu cho con người, nhà văn Nguyễn Minh Châu ông đã đặt ra một cái vấn đề của tình yêu thương. Giống như Nam Cao đã gì nhỉ? Một người đau chân thì có bao giờ quên cái chân đau của mình để nghĩ cho người khác bao giờ đâu đúng không? Ông ấy bật ra một cái vấn đề của đôi mắt và đối với tình yêu thương. Và nếu như chúng ta không tìm mà hiểu thì chúng ta chỉ thấy họ gàn dở, xấu xa, bần tiện và bỉ ổi. Toàn những cái cớ để chúng ta ghét và không bao giờ chúng ta thương. Đấy, đấy chính là góc nhìn của nhà văn nhé. Vậy thì muốn đồng cảm, muốn thấu hiểu và xót thương cho cái số phận của nhân vật thì chúng ta phải đặt mình vào cái vị trí, đặt mình vào cái hoàn cảnh của nhân vật thì chúng ta mới hiểu hết cho cái nỗi khổ đau và chúng ta mới hiểu hết cho cái điều khiến cho con người trở nên bị tha hóa và biến dạng cả về nhân hình lẫn nhân tính như thế. Thì câu chuyện ở đây nhá, nói về cái sự đồng cảm và cái niềm xót thương á, chúng ta không chỉ nói về người đàn bà hàng chài mà anh còn muốn nhấn mạnh với các bạn hơn, đó chính là tác giả còn hướng cái tình yêu thương, còn hướng cái sự thương cảm của mình đối với một kiếp người giống như là gã chồng. Và thông qua cái lời bộc bạch của chị vợ thì chúng ta thấy rằng anh ấy vừa là gì nhỉ? Anh ấy vừa là nạn nhân, chính xác phải từ nạn nhân nhé. Anh ấy vừa là nạn nhân và anh ấy cũng vừa là cái thủ phạm gây ra biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho vợ và cho con. Cũng chỉ vì thất học, cũng chỉ vì nghèo đói và cùng cực mà thôi. Đó, hiểu chưa? Cái phần trên thì các bạn tự nói nhá. Anh không nói cái phần trên nữa, cái phần trên các bạn đều biết rồi. Nói chung là nói về cái cuộc đời, số phận bất hạnh của người phụ nữ chúng ta biết rồi. Thì chúng ta sẽ không nói thêm, anh sẽ không nói thêm nữa. Anh chỉ nói những cái gì mà các bạn chưa biết thôi. Rồi nhá, và cuối cùng này. Như vậy thì từ khía cạnh của người chồng, cùng với cái cảnh bất hạnh của người đàn bà hàng chài, thì ta lại nhận thêm một cái giá trị nhân đạo nữa mà Nguyễn Minh Châu muốn nói đến. Đó là ông ấy đã tố cáo những cái hậu quả mà hai cuộc chiến tranh kéo dài gần gần bao nhiêu năm? Hai cuộc chiến tranh mà gần 120 năm ấy hả? Nói chung là đất nước của chúng ta trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh đúng không? Nhưng mà anh sẽ nói hai cái cuộc chiến tranh kéo dài ở đây sẽ là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thôi không? Tất nhiên là chiến tranh còn trước đó còn rất là nhiều chiến tranh nữa. Chiến tranh đất nước Việt Nam là xảy ra liên miên rồi. Nhưng mà ở đây đó là hậu quả mà hai cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30 năm đã để lại cho đất nước ta, bao gồm cái sự đói nghèo, lạc hậu, sự thiếu hụt về tri thức, giáo dục, sự vũ phu tàn ác của người chồng, kém hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình. Người đàn bà hàng chài với hơn chục đứa con. Thì ở đây á, qua cái cuộc sống, qua cái sự khổ đau của người chồng cũng như là người vợ của người đàn bà hàng chài, thì nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông ấy đã ngầm tố cáo những cái hậu quả mà hai cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm đã để lại cho đất nước ta, bao gồm cái sự đói nghèo, lạc hậu, sự thiếu hiểu biết và kém sự thiếu trí thức,
sự thiếu hụt về tri thức về giáo dục cũng như là sự kém hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình. Và tất cả những cái điều đó đã khiến cho cuộc đời của con người trở nên khổ cực đến cùng cực, đúng không? Đó, các bạn hiểu chưa? Ai cần đầu tiên là người vợ nhá, ai cần thứ hai đó chính là người chồng, và ai cần thứ ba đó chính là cái kiểu hạt nhân nổ ở chiến tranh đó, để các bạn có thể nhớ được keyword một cách dễ dàng thôi. Thì các em hiểu cái phần đầu tiên này chưa? Chúng ta nói về cái sự đồng cảm và cái điểm xót thương của nhà văn đối với cuộc sống con người là như vậy không? Có ai câu hỏi thắc mắc gì không ở cả lớp? Anh ơi, thế còn cậu bé Phát, đối với cậu bé Phát làm sao? Ừ, đối với cậu bé Phát thì nó sẽ nằm ở cái phần sau ấy. Tức là ông ấy đặt ra một cái vấn đề, là chính là ông ấy lo lắng cho cái sự trưởng thành của cậu bé Phát, đúng không? Tức là lớn lên thì thằng bé có thể, tức là thằng bé có khác bố hơn mình hay không? Thằng bé có khác bố không? Hay cũng sẽ trở thành một người chồng, cũng trở thành một người đàn ông vũ phu và thô bạo như vậy. Thì ông ấy bắt đầu đặt ra một cái sự trăn trở cho cái số phận của con người, đúng không? Ừ, thì cái câu chuyện của thằng bé Phát thì chúng ta sẽ nói ở cuối cùng nhá. Đó chính là cái phần mà nhà văn ông ấy đã đặt ra một cái vấn đề cấp bách của xã hội á. Thì đó, tí nữa anh sẽ nói về phần cuối cùng. Thì đúng là cái câu chuyện em biết rằng là ở trong cái câu chuyện này, vì thương mẹ cho nên thằng bé Phát đã trở nên thù hằn, trở nên thù địch, và thậm chí là kiểu lao vào để đánh bố, một sống một chết với bố luôn á. Thì chúng ta không biết rằng là cái cảnh tượng đó nó sẽ ám ảnh cái thằng bé Phát như thế nào khi mà nó lớn lên, và chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là liệu rằng sau này nó lớn lên thì nó có khác bố mình hay không? Tức là nếu như nó được học, nếu như nó được đầu tư vào giáo dục, nếu như nó được uốn nắn trở thành một con người tốt, thì khi mà nó đứng trước cái cảnh đòn roi đó, đứng trước cái cảnh bạo lực đó, thì nó sẽ hiểu là cái điều đó nó sẽ gây ra rất nhiều những cái sự đau khổ và bất hạnh cho gia đình, và nó có thể tỉnh táo để trở thành một con người tốt, trở thành một con người tử tế ở trong cuộc đời này. Nhưng nếu như thằng bé đó nó không được học hành, nó không được uốn nắn, nó không được giáo dục, thì rất có thể nó sẽ trở thành một người chồng thứ hai giống như bố nó đã từng sống, cũng sẽ trở thành một người đàn ông rất là vũ phu và thô bạo ở trong tương lai, đúng không? Và ngày xưa anh có được nghe một cái câu chuyện, đó chính là những cái tội phạm ấy, lý do vì sao mà có những cái tội phạm mà họ họ lại có những cái hành động nó dã man và man rợ đến như vậy, thì phần lớn những cái hành vi đó nó đến từ cái tuổi thơ khó khăn và đến những cái tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của gia đình. Ừ, tức là nó sẽ tác động đến tâm sinh lý của các bạn, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái cách mà chúng ta hành động. Em cứ để ý mà xem nhá, khi mà chúng ta sống trong một gia đình mà tất cả mọi người đều kiểu rất là cáu gắt hay cãi nhau, thì bản thân chúng ta cũng sẽ trở thành những con người cáu gắt và hay cãi nhau. Nhưng nếu chúng ta được sống trong một gia đình mà tất cả mọi người đều rất là yêu thương lẫn nhau, kiểu vui vẻ với nhau và kiểu luôn luôn thấu hiểu và luôn lắng nghe cho nhau ấy, thì sau này chúng ta sẽ trở thành một con người như vậy. Chúng ta cũng biết yêu thương mọi người xung quanh, chúng ta cũng biết lắng nghe và cảm thông cho mọi người xung quanh nhiều hơn. Nên là người ta mới nói rằng cái cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của mỗi người đó chính là gia đình đó. Gia đình đó chính là ngôi trường đầu tiên mà chúng ta được học, đúng không? Và tất cả mọi cái gì mà chúng ta lớn lên và trưởng thành, ngoài cái việc là chúng ta sau này ra ngoài xã hội chúng ta được học ra, thì còn có một cái nguồn gốc nào đó rất là cơ bản từ cái cách ứng xử và cách mọi người trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Đây, chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là liệu sau này thằng bé Pháp có trở thành một con người khác không? Hay nó sẽ trở thành một con người vũ phu, thô bạo, giống như bố nó đã từng sống? Nên là sau cái câu chuyện này, đúng không? Em thấy rằng là đúng là tất cả gia đình này đều là nạn nhân. Họ đều là nạn nhân, không có ai là không phải là nạn nhân cả. Và cuộc đời của họ khá là khổ đau, khá là bi kịch. Và em thấy rằng có một cái điều mà nó sẽ để lại một cái tổn thương về tinh thần lớn nhất, đó chính là tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ con. Sau này lớn lên, nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất xấu về tâm sinh lý, cũng như là ảnh hưởng rất xấu về cái thái độ và tình cảm của nó, cũng như là cách ứng xử và cách nó yêu thương với mọi người. Thế thì chúng ta học cái này để làm gì? Để sau này chúng ta có con, đúng không? Hay để sau này mà chúng ta lỡ may có em hay có cháu, thì chúng ta cũng phải học cách yêu thương, học cách quan tâm, thấu hiểu và lắng nghe chúng nó nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tức là ngày xưa thì chúng ta nghĩ rằng là bố mẹ dạy như chúng ta như thế nào thì chúng ta sau này cũng sẽ dạy con cái mình như vậy. Điều đó không phải đâu.
khi mà chúng ta lớn lên rồi chúng ta hiểu cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm và cái nào không nên làm, thì chúng ta có thể sống một cách tốt hơn và chúng ta có thể thay đổi cái thế hệ tương lai của đất nước. Đó, kiểu như vậy. Thì cái điều đó tí nữa mình nói sau nhé. Ok, đấy là ý đầu tiên này. Nói về cái sự đồng cảm, cái niềm xót thương của nhà văn đối với số phận của con người. Sang đến cái phần thứ hai nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái ý thứ hai. Đó là nhà văn, ông ấy đã lên án cái nạn bạo hành gia đình của người chồng cũ vô thô bạo. Nó đã vô tình làm tổn thương người vợ, tổn thương cả về thể chất, tổn thương lẫn cả tinh thần. Và đặc biệt hơn, đó chính là làm tổn thương cái tâm hồn ngây thơ của những đứa con thơ dại. Và để phân tích cái đoạn này, các bạn sẽ tham khảo cái phần sau nhé. Ủa, các bạn có bị lag không? Sao tự nhiên màn hình của anh nó bị giật giật lag lag vậy ta? Các bạn nghe có được không đấy? Nghe có bị giật lag không? Không anh ơi. Không hả? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi đến cái phần này nhé. Ở đây á, đây chính là một cái đoạn văn tham khảo nha. Các bạn sẽ nói rằng, ở đây á, các bạn sẽ phân tích cho anh đó là nhà văn, ông ấy đã phê phán, lên án cái hành động vũ phu thô bạo của người chồng đối xử với vợ, đối với con. Và các em sẽ miêu tả cho anh thật là kỹ cái cảnh mà người chồng đánh vợ. Đồng thời, nhà văn còn thể hiện cái nỗi lo âu, khắc khoải về cái tình trạng nghèo cực, tối tăm của con người. Đây này, tối tăm của con người, đó chính là cảnh đói nghèo, cơ cực, tình trạng bất ổn, bất trắc ở trong cuộc sống là nguyên nhân sâu xa cho cái sự bạo hành gia đình, cái sự nhẫn nhục, chịu đựng và bày tỏ cái niềm trắc trở cho cái cuộc sống của thế hệ tương lai. Đó là qua cách nhìn của nhà văn đối với cậu bé Pháp. Thì cái này chúng ta sẽ lên án, tức là em hiểu rằng nhé, cái nạn bạo lực gia đình này nó đã gây ra rất nhiều cái sự đau khổ, đúng không? Nó đã gây ra rất nhiều những đau khổ, nó gây ra rất nhiều những cái bi kịch cho gia đình này, và ông ấy đã thể hiện. Thế nhưng mà dẫu cho chúng ta có cảm thông cho người chồng đi chăng nữa, chúng ta vừa nói rồi đúng không, nhà văn ông ấy rất là cảm thông mà. Trên cái cuộc sống đói nghèo, anh ấy vừa là nạn nhân và vừa là cái thủ phạm, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình. Nhưng cảm thông không có nghĩa là chúng ta bỏ qua cái việc mà người chồng vũ phu, thô bạo, đánh đập vợ con một cách rất là tàn ác như thế. Cảm thông, nhưng chúng ta cũng cần phải phê phán và lên án cái hành động đó. Bởi vì trước sau gì, nó đều là cái hành động không đúng. Bởi vì trước sau gì, nó đều gây ra những cái tổn thương cả về thể chất lẫn về tinh thần cho tất cả mọi người thân ở trong gia đình. Cho nên là cảm thông không có nghĩa là chúng ta bỏ qua nhé. Cảm thông không có nghĩa chúng ta sẽ bỏ cho qua và cho đi. Cảm thông ở đây, mặc dù là cảm thông, nhưng chúng ta vẫn cần phải nhìn thẳng vào vấn đề để mà lên án, để mà phê phán, cũng như là tố cáo cái cảnh bạo lực gia đình. Rồi, thì các bạn có thể tham khảo cái phần sau nhé. Biểu hiện thứ hai của giá trị nhân đạo mà nhà văn Nguyễn Minh Châu thể hiện trong tác phẩm của mình, đó là nhà văn phê phán, lên án cái hành động vũ phu, thô bạo, cái nạn bạo hành gia đình trong gia đình thiền trài nói chung, cũng như là trong những gia đình đang rơi vào hoàn cảnh, nói riêng nhé, trong cái gia đình hàng trài nói riêng và trong những cái gia đình cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự nói chung. Người đàn ông hàng trài vừa là nạn nhân của cuộc sống khốn khổ, vừa là thủ phạm gây nên biết bao nhiêu cái nỗi đau khổ cho người thân ở trong gia đình. Những uất ức, những áp lực cuộc sống mưu sinh không giải tỏa khiến người chồng vô cùng cùng quẫn, tha hóa. Từ một gã con trai hiền lành, lão trở thành một kẻ vũ phu, đánh vợ không thương tiếc. Hành động đánh vợ của người chồng cần phải lên án, dù có trăm ngàn lý do để giải thích, để bào chữa hay ngụy biện, do cuộc sống quá khốn khổ, gia đình quá nghèo, quá nhiều áp lực, do lão thất học, để mà cảm thông, nhưng cũng không thể tha thứ cho thói quen bạo lực gia đình như vậy được. Và bên cạnh đó nhé, nhà văn ông ấy còn thể hiện một cái nỗi lo âu khắc khoải về cái tình trạng nghèo khổ tăm tối của con người. Đó là cái nguyên nhân sâu xa của nạn bạo lực gia đình. Đồng thời nhà văn cũng bày tỏ cái niềm trăn trở trước cuộc sống của thế hệ tương lai như là thằng bé Pháp. Nhưng có nói, chúng ta sẽ đặt ra một cái vấn đề, đó chính là liệu sau này thằng bé Pháp có trở thành một con người khác không? Liệu nó có thể trở thành một con người tử tế, sống tốt với mọi người xung quanh, yêu thương vợ con không? Hay nó cũng sẽ trở thành một con người giống như bố nó, cũng là một kẻ vũ phu, thô bạo? Thì ở đây ông ấy bày tỏ một cái niềm, tất cả cái điều đó đều không ai có thể trả lời được, đúng không? Anh tin rằng nếu như các bạn, anh tin là mọi người chúng ta ấy đều không thể trả lời được câu hỏi đó. Bởi vì cái câu hỏi đó, nó là tự bản thân chúng ta. Tức là, đúng không? Đâu có ai đẩy em vào cái hoàn cảnh đó đâu. Đâu có ai kiểu bắt em trở thành một con người như thế này, như thế kia đâu.
Thực ra câu chuyện của người chồng á, nếu như chúng ta tìm cách thì chúng ta vẫn có thể thay đổi, chứ không phải là vì chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì chúng ta đổ lỗi cho gia đình, vì chúng ta đổ lỗi cho cuộc sống đói nghèo mà chúng ta trở thành con người như vậy được. Sau này lớn lên thì chúng ta sẽ hiểu một cái suy nghĩ, đó chính là chúng ta không thể đổ lỗi. Chúng ta không thể đổ lỗi là mình không học được môi trường tốt, chúng ta không thể đổ lỗi là gia đình của chúng ta không khá giả, chúng ta không thể đổ lỗi là đất nước của chúng ta nghèo khó để chúng ta trở nên như thế được. Mình sẽ không được có thói quen đổ lỗi. Mà muốn thế như thế nào, chúng ta muốn như thế nào nhá. Sau này các em sẽ hiểu là chúng ta muốn như thế nào, chúng ta muốn sống ra sao, chúng ta muốn trở thành con người như thế nào ở trong tương lai. Tất cả nó sẽ đến từ cái việc chúng ta quyết định sống như thế nào. Người ta nói một câu là gì nhỉ? Chúng ta không được chọn nơi chúng ta sinh ra, đúng không? Nhưng chúng ta được chọn cách mà chúng ta sống như thế nào. Thì câu chuyện của thằng bé Pháp á, chúng ta không ai có thể trả lời được câu hỏi đó, bởi vì nó phải đến từ thằng bé Pháp cơ. Tất nhiên là nó còn đến từ rất nhiều yếu tố bên ngoài nữa, cuộc sống, về xã hội, về gia đình, về người thân, hoặc có thể là vợ con của nó sau này. Có rất nhiều những yếu tố khác nữa. Nhưng cái yếu tố cốt lõi nhá, đó chính là chúng ta muốn sống như thế nào thì chúng ta sẽ trở thành một con người như vậy. Và không bao giờ có chuyện là vì hoàn cảnh mà chúng ta trở thành con người như thế. Chúng ta sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho cuộc sống đói nghèo, mà chúng ta không được lựa chọn nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách mà chúng ta sống như thế nào. Đúng không? Hiểu ý này của anh nói không? Đó, cho nên là đấy chính là cách mà nhà văn ông ấy thể hiện được cái sự trăn trở trước cuộc sống của thế hệ tương lai như là thằng bé Pháp ở trong tương lai nha. Và các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là sau này liệu thằng bé có trở thành một con người khác không? Có phải là con người tử tế không? Hay nó sẽ trở thành một con người vũ phu, thô bạo như bố nó đã từng sống? Rồi. Cái thứ ba này, cái phần này các bạn sẽ còn ôn lại cái phẩm chất của người đàn bà hàng trai nhé. Và tất cả những cái phẩm chất của người đàn bà hàng trai á, sẽ được làm rõ qua cái cuộc trò chuyện với chánh án đầu và nghệ sĩ Phùng ở tòa án huyện buổi sáng ngày hôm sau. Thì đây là cái đề thi mà đại học đã thi rồi. Năm anh thi á, năm 2015 thì anh thi đúng cái đoạn này luôn. Thì đây chính là cái đoạn mà hành thủ, à, đề thi mà Trung học phổ thông quốc gia đã thi rồi không? Cái tài liệu, về cái tài liệu của nhân vật người đàn bà hàng trai anh cũng đăng ở trên cái folder học tập của lớp mình rồi. Các bạn có thể search cái folder tên là Trên thuyền ngoài xa để tìm lại cái tài liệu đó không? Thì ở đây anh muốn hướng dẫn các bạn về cách mà chúng ta sẽ phân tích này. Khi mà khám phá con người ở trong mối quan hệ đa chiều, trong cuộc sống mưu sinh không hề thi vị, thì nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông ấy đã chỉ ra những cái nhọc nhằn bất chắc và cả những cái vẻ đẹp lẫn trong cái lấm láp đời thường. Cái mà ông từng gọi là những hạt ngọc ẩn giấu ở trong bề sâu tâm hồn con người. Ông phát hiện ra từ trong tăm tối vẫn lấp lánh những vẻ đẹp tâm hồn trong sáng của người phụ nữ nghèo khổ và thất học ấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở trên tòa án huyện vào buổi sáng ngày hôm sau. Và chúng ta sẽ cảm nhận được ba cái vẻ đẹp của người nhân vật. Chúng ta sẽ cảm nhận được ba cái vẻ đẹp của người đàn bà hàng chài này. Vẻ đẹp đầu tiên ở chị, đó là một cái tấm lòng vị tha, độ lượng và giàu đức hy sinh đối với chồng. Thứ hai, chị là một người phụ nữ sâu sắc, trải đời và thấu hiểu lẽ đời. Và thứ ba, người đọc vô cùng cảm động và nghẹn ngào trước cái tình mẫu tử thiêng liêng của người phụ nữ nghèo khổ này. Cả cái cuộc đời chị đều hy sinh tất cả vì con. Nơi cậu cứ rồi. Ok, rồi nhá. Như vậy thì nếu như các bạn, anh gợi ý các bạn này, nếu như các bạn phân tích cái đoạn mà cái tình mẫu tử thiêng liêng, các bạn hoàn toàn có thể liên hệ đến nhân vật bà cụ Tứ nhé. Ở trong cái tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, đúng không? Nhân vật bà cụ Tứ cũng là một người mẹ giàu tình yêu thương con. Thì các bạn có thể liên hệ và so sánh đến hai nhân vật này nhé. Nhân vật bà cụ Tứ cũng như là nhân vật người đàn bà hàng chài, để thấy rằng họ đều có một cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng, và cái tình mẫu tử ấy nó được vuốt sáng lên trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong cái sự đói nghèo và cơ cực. Đó, và em thấy rằng là cả hai nhân vật họ đều hy sinh tất cả vì con. Chỉ có điều là cách mà họ hy sinh cho con thì nó khác nhau thôi, đúng không? Nếu như người đàn bà hàng chài chị ấy hy sinh cho con, đó là gì nhỉ? Là cậu chấp nhận bị đánh á. Thực ra chúng ta hiểu cái điều là chị ấy nhẫn nhục đến cái mức mà cam chịu á, đến những lúc mà người ta không thể hiểu được tại sao lại chị có thể chịu đựng một cách khổ sở như vậy. Nhưng mà sau này chúng ta hiểu rằng là người đàn bà ở trên thuyền chúng tôi ấy, phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Nếu như chúng ta đúng không, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ chồng bỏ con, thực tế có câu chuyện đó không? Có mà.
thực tế khi mà con người đang khổ quá ấy, em xem phim nhiều em biết rồi đúng không, xem phim mấy bộ phim Hàn Quốc á, xong bộ phim kiểu sau này hay kiểu hai mẹ con nhận ra nhau xong kiểu phải mất một cái thời gian rất là dài để kiểu kiểu hai người về bên nhau ấy, kiểu như thế. Nói chung là ngày xưa có những câu chuyện như vậy, tức là khi mà con người ta, tức là khi mà cuộc sống nó quá nghèo khổ đi, cuộc sống nó quá tăm tối đi, thì người ta sẽ bỏ chồng bỏ con để đi tìm những cái cơ hội tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, vô cùng xúc động ở người phụ nữ này, đó chính là chị cam chịu cái cảnh đòn roi, cam chịu cái cảnh bạo lực gia đình để sống vì con. Bởi vì có 10 đứa con cơ mà, làm sao chị bỏ được. Và hơn nữa nhá, đó chính là chị hiểu rất rõ cái thiên chức của người đàn bà. Đó là đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Nên là tất nhiên là chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta hiểu và cảm thông cho nhân vật cái điều đó, và chúng ta cũng không thể làm nào khác được, chúng ta không thể nào thay đổi, và chúng ta cũng không thể làm nào khác được về cái cuộc đời cũng như về số phận của chị đúng không. Chúng ta chỉ có thể cảm phục, ngưỡng mộ và cảm thấy vô cùng nghẹn ngào trước cái tình mẫu tử thiêng liêng của người vợ này, à, của người phụ nữ này. Tất nhiên là các bạn sẽ có rất nhiều những cái giải pháp cho chị, đó là chị sẽ đi làm cái gì bây giờ. Cả cuộc đời gắn chặt với con thuyền, cả cuộc đời gắn chặt với kiếm miếng sông nước thì đi làm cái gì bây giờ? Đúng không? Rồi chị ấy, nói chung là anh nghĩ là mọi người sẽ có một cái hướng giải quyết cho chị ấy, là chính là tìm đủ mọi cách để đi làm kiếm tiền, lao động chân tay cũng được, chịu khổ chịu sợ cũng được, thà còn hơn là sống ở trong cái thuyền chài đúng không? Nhưng mà ngày xưa người ta đâu có nghĩ như vậy được đâu. Em hiểu không? Cái câu chuyện ở đây ấy, đó chính là người ta đang thiếu hụt về cái hiểu biết, người ta đang thiếu hụt về cái sự giáo dục. Và đặc biệt đó chính là cái sự thất học. Người ta không đủ tỉnh táo, người ta không đủ cái nhận thức để biết là à, mình sẽ phải đổi đời, mình sẽ phải đi tìm kiếm những cái cơ hội, mình sẽ phải đi tìm cái việc làm để kiếm việc. Không có ai nói cho họ cái điều đó cả. Nên là chúng ta không thể thay đổi cái hiện thực đó đúng không? Chúng ta biết là sẽ có rất nhiều cách để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhất là bây giờ các bạn đi học rồi đúng không? Các bạn được được tiếp xúc với rất nhiều những cái sự chia sẻ, hay là những con người nổi tiếng họ chia sẻ về con đường thành công, họ chia sẻ về cách mà chúng ta thành công và cách mà chúng ta nỗ lực vươn lên ở trong cuộc sống. Các bạn hiểu rất rõ về điều đấy. Thì các bạn có thể là nếu chúng ta nghèo, nếu chúng ta khổ, chúng ta tìm đủ mọi cách để chúng ta thoát nghèo, thoát khổ, chúng ta có thể làm được. Nhưng ngày xưa người ta đâu có được cái điều kiện như vậy đâu. Ngày xưa người ta đâu được đi học, ngày xưa người ta đâu được cái việc mà làm như thế nào để thoát nghèo, thoát khổ. Bởi vì chính cái cuộc sống của họ đang bấp bênh mà. Cái cuộc sống ở trên cái thuyền chài đó còn đang bấp bênh. Thì làm như thế nào để họ thoát nghèo và thoát khổ bây giờ? Nên là chúng ta sẽ không thể thay đổi được cuộc đời của họ. Mà chúng ta chỉ có thể hiểu cảm thông. Và chúng ta cảm thấy vô cùng cảm động và nghẹn ngào trước cái tình mẫu tử, trước cái hy sinh rất là thấm thía và sâu nặng của người đàn bà này dành cho những đứa con của mình. Đó, đấy chính là cách mà chúng ta sẽ nói về, chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái hạt ngọc ẩn giấu ở sâu bên trong tâm hồn con người. Và nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông ấy là một nhà văn từ trong tăm tối, ông ấy đã phát hiện ra những cái vẻ đẹp lấp lánh. Đây không phải là cái vẻ đẹp gì nó hào sảng hay nó, đây nhá, nó sẽ có một cái câu này, các bạn sẽ chú ý cho anh cái câu bên dưới này. Đây. Đây nhá. Cái vẻ đẹp của người đàn bà hàng trái á, nó không phải là cái vẻ đẹp chói sáng, hào hùng, mà nó là những cái vẻ đẹp như là những cái hạt ngọc khuất lấp, nó lẫn ở trong cái lấm láp đời thường. Nó là một cái vẻ đẹp rất là dung dị và đời thường thôi. Thì em thấy rằng là vẻ đẹp người đàn bà hàng trái cũng như vậy. Đó không phải là cái vẻ đẹp chói sáng, hào hùng, mà đó là những cái hạt ngọc khuất lấp, nó lẫn ở trong cái lấm láp đời thường. Đó là một cái vẻ đẹp rất đời thường, rất dung dị, nhưng nó cũng khiến cho người đọc vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng xúc động và nghẹn ngào trước những cái phẩm chất tốt đẹp đó của người đàn bà hàng trai đó. Ok, và cuối cùng nhá, các bạn hiểu cái này chưa? Trong tất cả những cái luận điểm trên nhá, trong tất cả những cái luận điểm trên thì có lẽ rằng cái luận điểm thứ ba này này, cái sự phát hiện, nâng niu, trân trọng những cái vẻ đẹp tâm hồn và phẩm chất của con người á, đây chính là cái phẩm chất quan trọng nhất mà chúng ta sẽ cần phải phân tích kỹ không? Và cái cuối cùng là nhà văn ông ấy đã đặt ra vấn đề cấp bách của xã hội, làm thế nào để giải phóng con người khỏi những bi kịch gia đình, bi kịch cuộc sống. Con người muốn thoát khỏi đau khổ tăm tối man rợ thì cần có những cái giải pháp thiết thực, chứ không phải là thiện chí hoặc là các lý thuyết suông xa rời thực tiễn. Và cuối cùng đó chính là cần phải rút ngắn cái khoảng cách giữa văn chương và hiện thực đời sống.
để mà chúng ta có thể thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia cho những cái nỗi khổ đau của nhân vật nhiều hơn, đúng không? Đó, đó chính là những cái biểu hiện của giá trị nhân đạo ở trong cái tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa này không? Và cuối cùng, chúng ta sẽ tổng kết vấn đề này. Chiếc thuyền ngoài xa đó là một câu chuyện buồn của một gia đình người dân chàng trai bất hạnh qua cái sự quan sát của người nghệ sĩ Phùng. Và cái nhìn đa chiều sắc sảo đã giúp cho nhà văn Nguyễn Minh Châu nhận ra đường đến hạnh phúc của con người có biết bao nhiêu điều may rủi và khó lường. Ở đó, họ không được nâng đỡ bằng sức mạnh của siêu nhiên như trong câu chuyện cổ tích đâu. Họ cũng không được bảo vệ bằng cái sự lý tưởng hóa, lãng mạn hóa như trong các sáng tác văn học trước thời kỳ đổi mới. Mà chính gánh nặng mưu sinh, cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền đã đè nặng và đã giam hãm lên cái đôi vai của đôi vợ chồng người hàng chài trong cái cảnh tối tăm, đói khổ, bấp bênh. Điều ấy khiến người chồng trở thành một kẻ vũ phu thô bạo. Người vợ vì thương con nên nhẫn nhục cam chịu cái sự ngược đãi của chồng mà không hề biết rằng chính cái việc đó đã làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của đứa con. Và còn cậu con trai vì thương mẹ nên thù địch với bố. Nhưng liệu rằng trong tương lai cậu có thể sống khác bố mình hay cũng chỉ là một bản sao cũng tàn tệ, vũ phu như bố mà thôi. Và đến với con người bằng trái tim yêu thương, bằng một cái sự khao khát thấu hiểu và sẻ chia, thì nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông ấy đã thổi vào những cái trang văn của mình một cái nỗi day dứt cho những cái mảnh đời bé nhỏ. Họ phải nhẫn nại, chấp nhận một cuộc sống đầy khổ đau với biết bao nhiêu bi kịch, nghịch lý đáng không không đáng có. Đồng thời, nhà văn còn bộc lộ một cái nhìn ấm áp nhân hậu, cái sự trân trọng và nâng niu cái vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý, sự bao dung và can đảm của người đàn bà hàng chài. Đó không phải là cái vẻ đẹp chói sáng hào hùng, mà là những cái hạt ngọc khuất lấp lẫn ở trong lấm láp đời thường. Qua tác phẩm thì nhà văn muốn bày tỏ cái quan niệm của mình về nghệ thuật. Tình yêu nghệ thuật của người nghệ sĩ vừa là cái niềm hân hoan say mê, vừa là cái nỗi đau đớn khắc khoải, một cái mối quan hoài thường trực về số phận và hạnh phúc của những con người xung quanh. Và tất cả đã tạo nên một cái giá trị nhân đạo, một cái tư tưởng nhân đạo rất là sâu sắc cho tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đúng không? Ok, đó. Đó là toàn bộ kiến thức này không? Rồi, chúng ta sẽ nhìn lại một chút này, xem là có cái phần nào các bạn chưa rõ không, có phần nào các bạn không hiểu không, các bạn có thể hỏi anh không? Hiểu không cả lớp? Nhớ nhá, các bạn nắm được các kiến thức cơ bản về cái phần gì nhỉ? Cái phần nghệ thuật của tác phẩm này chưa? Khi mà nói về nghệ thuật nhá, khi mà chúng ta phân tích cái gì đi chăng nữa ấy, thì cuối cùng các bạn phải có một cái đoạn văn tổng kết về nghệ thuật của tác phẩm, đúng không? Thì các em đã có cái phần nghệ thuật của tác phẩm này chưa? Ở đây nhá, cái đầu tiên đó, đó chính là cái nghệ thuật ở đây nó chứa đựng rất nhiều cái yếu tố bất ngờ. Đầu tiên nhá, về cái tình huống chuyện đó, các bạn sẽ chú ý cho anh cái tình huống chuyện nó chứa đựng rất nhiều cái yếu tố bất ngờ và nó được xây dựng và phát triển trên cái sự đối lập. Đối lập giữa cái gì nhỉ? Đối lập giữa cảnh chiếc thuyền ngoài xa với lại cái cảnh bạo lực gia đình, để từ phát hiện cho đến những cái vỡ lẽ và giật mình á. Và cái tình huống chuyện ở đây nó mang cái ý nghĩa thể hiện, mang cái ý nghĩa là phát hiện và khám phá ra những cái sự bất ngờ của cuộc sống. Thì cái tình huống chuyện ở đây nhá, nó xoay quanh cái câu chuyện đó chính là cái sự đối lập giữa cái cảnh chiếc thuyền ngoài xa với lại cái cảnh bạo lực gia đình của gia đình hàng chài. Và cái tình huống chuyện ở đây nó đi từ những cái phát hiện cho đến những cái vỡ lẽ và giật mình, để từ đó chúng ta chiêm nghiệm ra rất nhiều điều thứ, chúng ta hiểu rõ hơn về cái mối quan hệ giữa nghệ thuật và con người, đúng không? Nghệ thuật trước hết đó là phải về con người, vì con người, và con người phải thể hiện những cái sự băn khoăn, thể hiện cái nỗi quan hoài về số phận của con người, về hạnh phúc của con người nữa. Thì đấy chính là một cái biểu hiện rất rõ về cái thành công nghệ thuật của tác phẩm này, đó chính là xây dựng một cái tình huống chuyện rất đặc sắc, chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ, từ những cái phát hiện cho đến những cái vỡ lẽ giật mình. Và nó xoay quanh những câu chuyện đó chính là cái sự đối lập thôi. Đối lập giữa cái cảnh chiếc thuyền ngoài xa với lại cái cảnh bạo lực gia đình của gia đình Huyền Trang. Và thứ hai nhá, khi mà chúng ta nói về cái tình huống chuyện, khi mà chúng ta nói về cái thành công nghệ thuật, thì các bạn sẽ chú ý cho anh, đó là tác giả, ông ấy đã lựa chọn một cái ngôi kể
một cái điểm nhìn thích hợp để làm cho câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực và có sức thuyết phục. Và ai là người kể chuyện nhỉ? Người nghệ sĩ Phùng đúng không? Có phải tác phẩm này xưng tôi không? Đúng không? Ừ. Nên là tác giả ông ấy đã lựa chọn một cái ngôi kể nó rất là phù hợp đúng không? Đó chính là cái người nghệ sĩ Phùng. Cái việc lựa chọn ngôi kể như vậy nó rất là thích hợp và nó sẽ làm cho câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực và có sức thúc giục cao hơn. Và thứ ba nhá, chúng ta để ý rằng là ngôn ngữ nhân vật rất là sinh động, phù hợp với tính cách. Nhất là cái ngôn ngữ và cái lời thoại của người đàn bà hàng trái á. Em thấy rằng là cái lời nữ nó rất là giản dị, rất là chất phác, không có gì là hoa mỹ đúng không? Nhưng lại là những cái lời lẽ rất là thấu hiểu cái lẽ đời. Và cái lời văn thì rất là giản dị, sâu sắc và đa nghĩa. Và khi mà nói về nghệ thuật đúng không, thì nhà văn ông ấy đặt ra một cái quan niệm về nghệ thuật, đó chính là nghệ thuật vị nhân sinh. Đó là tác phẩm nghệ thuật. Tức là chúng ta sẽ không thể, cuộc sống một cái tác phẩm nghệ thuật chân chính á, nó không thể là thoát ly hiện tại, nó không phải xa rời thực tế được, mà tác phẩm cần phải đi sâu vào khám phá vào đời sống con người. Phải hiểu cho những cái nỗi đau và hiểu cho những cái số phận bất hạnh của con người. Và đứng trước một cái sự vật, đứng trước một bất cứ một vấn đề nào thì chúng ta không thể nhìn một cách qua loa, không thể nhìn từ một phía, không thể chỉ một cách nhìn hời hợt và nông cạn được, mà chúng ta cần phải đặt mình vào nhân vật và chúng ta cần phải hiểu sâu hơn thì chúng ta mới có thể rút ngắn được cái khoảng cách giữa văn chương và hiện thực của đời sống, để mà chúng ta có thể đồng cảm, thấu hiểu và cảm thông cho cái nỗi khổ đau của nhân vật nhiều hơn. Đó. Thì quanh đi còn lại các em thấy không, tức là quanh đi còn lại cái bài này nó chỉ có như vậy thôi á. Quanh đi còn lại cái bài Chết Thường Ngày Xa nó chỉ có vậy thôi ha. Rồi thì còn có một cái đề nữa, thực ra cái đề nói về cái sự đối lập giữa cái con thuyền. Anh sẽ đăng thêm cho các bạn hai cái bài nữa, đây là hai cái bài đã thi rồi nha, các bạn có thể đọc tham khảo cũng được. Nhưng mà anh có cảm giác như là cái bài Chết Thường Ngày Xa này kiểu người ta thi hết rồi á, người ta chả còn cái gì để hỏi nữa vậy. Thì các bạn cũng học qua và nắm chắc cho anh cái phần kiến thức này nha. Nếu như mà chúng ta các bạn có đề nào liên quan đến bài này không? Ở trên lớp các bạn đã được luyện đề liên quan đến tác phẩm này bao giờ chưa? Ở cái đề thi học kỳ 2 các bạn thi bài nào? Được. Về học kỳ 2 em thi bài hình vẻ đẹp của người đàn bà hàng trái á. À, vẻ đẹp người đàn bà hàng trái. Dài hơn. Thì đó, cái vẻ đẹp người đàn bà hàng trai, chúng ta lại quay trở về cái đề thi anh năm 2015 á, thi rồi. Thì cái tài liệu về người đàn bà hàng trai anh sẽ đăng rồi, các bạn có thể xem lại sau nhá. Toàn thi vợ chồng áp phủ thôi đúng không? Thì câu chuyện nhá, đề thi đại học anh nói rồi á, thi vẻ đẹp người đàn bà hàng trai thi rồi đúng không? Rồi phân tích cái sự đối lập giữa cảnh Chiếc Thuyền Ngoài Xa với cái cảnh bạo lực gia đình cũng thi rồi luôn. Thì ngày hôm nay, cái buổi hôm qua, cái buổi hôm nay anh giới thiệu với các bạn hai cái đề mà chúng ta chưa thi bao giờ ấy. Thứ nhất đó chính là giá trị nhân đạo của tác phẩm. Và thứ hai đó chính là cái nhìn của nghệ sĩ Phùng ở cái đoạn cuối của tác phẩm. Thì các bạn có thể xem lại và ôn lại hai kiến thức đó ha. Ok, rồi. Đó chính là những kiến thức cơ bản về cái tác phẩm này. Tức là quanh đi còn lại nó chỉ có như vậy thôi. Nên các bạn sẽ cần nắm thật là kỹ nhá. Kiểu chúng ta rất là tự tin về phần kiến thức á. Cho dù người ta có hỏi cái gì chúng ta cũng không sợ, không hoang mang khi đi thi. Ok, cái bài này thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cái bài Chiếc Thuyền Ngày Xa là kết thúc ở đây nhá. Còn trong cái trường hợp mà nếu như thời gian tới anh tìm được cái đề thi thử nào nó liên quan đến cái bài này mà nó khác với những cái gì mà chúng ta chưa được làm á, thì anh sẽ hướng dẫn lại với các bạn nhá. Hoặc các bạn cũng thế, nếu các bạn có một cái đề thi thử nào liên quan đến cái bài này mà nó khác với những cái gì mà chúng ta chưa biết này, chúng ta chưa được làm, thì chúng ta có thể chia sẻ để mà mình cùng nhau ôn tập lại ha. Rồi, ngày xưa khi thi thử á, thì có một cái trường, đó chính là trường Trung học Phổ thông Chuyên Vinh. ngày xưa học cấp 2 anh thi thử rất nhiều, anh lấy rất nhiều đề của trường Chuyên Vinh Nghệ An, Chuyên Vinh, chuyên thành phố Vinh ra để anh làm, để thi thử. Và ngày hôm nay thì cái phần nghị luận văn học thì chúng ta đã nắm chắc rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về cái phần đọc hiểu và cái phần nghị luận xã hội. Bởi vì hai cái phần này cũng là một cái phần rất là quan trọng ở trong đề thi nha, nó chiếm 5 điểm đó. Thì anh sẽ lấy ví dụ cho các bạn về một cái đề thi thử của Chuyên Vinh năm 2022. Đây là đề thi thử lần 1. Ủa sao này? Sao lại không to được nhỉ?
Ủa vừa ấy to cơ mà. Đợi anh xíu nha, anh phải tắt cái màn hình đi đã. Ừ, ok. Các em thấy màn hình của anh không? Mình sẽ cùng nhau dành khoảng tầm 2 đến 3 phút để đọc cái đoạn trích này không? Mình phải sống như biển rộng sông dài. Nhan đề khá là hay. Mình phải sống như biển rộng và sông dài nhé. Các bạn đọc cái phần này xong, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi đọc hiểu ở bên dưới. Thường ấy các bạn có bị thường khi mà các em làm đề đọc hiểu các em có được điểm tuyệt đối không? Có bị mất điểm hay sao nào không? Nga điểm tuyệt đối không? 3 điểm trên 3 điểm luôn nhỉ? Ghê vậy. Ngày xưa anh chỉ được 2,75 trên 3 điểm thôi đó. Em được 2,75. Khó. Tức là cậu thực ra nếu mà ai mà chấm dễ thì tuyệt đối được. Ngày xưa anh chỉ được 2,5 hay 2,75 trên 3 điểm thôi. Chả là đặt tuyệt đối cả. Cái này nó do người chấm thi á. Họ kiểu họ chấm chặt hay họ chấm khó thì mình cũng được chỉ từng đấy thôi à. Còn điểm tuyệt đối khó lắm. Mà chúng ta cố gắng trả lời đúng nhá, trả lời thật chính xác, thật đúng vào là được. Thực ra cái điểm tuyệt đối ấy, nó sẽ nằm ở cái câu nào các em biết không? Nó sẽ là cái câu hỏi thứ tư ấy. Cái câu hỏi thì cái quan điểm và suy nghĩ của chúng ta ấy, nếu mà chúng ta có một cái quan điểm quá là hay đi, quá là sâu sắc đi, thì chúng ta sẽ đạt điểm tuyệt đối. Còn những câu trên á, không khó để điểm tuyệt đối đâu. Cái câu và cái câu hỏi mở ấy, cái câu hỏi là em có đồng ý với quan điểm đó không và vì sao ấy, thì đó sẽ là câu hỏi mở và các bạn sẽ, nếu mà trả lời hay, trả lời thuyết phục thì chúng ta vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối ở câu hỏi đọc hiểu. Rồi, mình đọc cái phần này sau đó thì lần lượt trả lời từ câu số 1 đến câu số 4 ha. Áp lực mới tạo nên kim cương, lò xo phải bị nén thì mới có sức bật. Con người càng có sức ép càng dễ tạo nên kỳ tích nếu biết cách kiên cường đến tận cùng. Hãy yêu lấy hết thảy những áp lực bủa vây, bình tĩnh gấp thuyền giấy thả xuống dòng nước lũ. Ở trong bóng tối không có ai dẫn lối thì tự mình mò mẫm, hiên ngang tiến bước. Đường đời chẳng mấy khi bằng phẳng, nhưng không ai sướng mãi và cũng chẳng ai khổ hoài. Và hòn sỏi thì nhẹ nhàng bước qua, gặp thẳng đời lớn thì hiên ngang đối diện. Không gọn núi cao thì vui vẻ chinh phục, mỉm cười điềm nhiên khi tất cả đang than vãn. Cắn rắn xông lên khi tất cả đều đã đầu hàng, ngược dòng đám đông nhưng thuận theo tâm mình, đó là lối sống mạnh mẽ nhất. Nếu trong lòng bạn có một ước mơ nặng hơn cả sinh mệnh, vậy thì đừng né tránh áp lực, đừng sợ hãi độ cao, cũng đừng chối bỏ những cảm xúc tiêu cực luôn ẩn nấp ở sau lồng ngực. Hãy thẳng thắn đối diện và tìm cách giải quyết tất cả mọi khúc mắc. Cuộc sống này là của bạn, nếu nó không ổn thì bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy điều gì đó không ổn, đơn giản chỉ tìm cách thay đổi bằng cách tạm thời chưa cần rạch ròi, nhưng trước hết buộc phải có một ý thức không ngại va chạm, sẵn sàng hy sinh để thay đổi. Ok rồi, vậy thì câu số 1 này, theo em thì theo tác giả thì thế nào là lối sống mạnh mẽ nhất? Các bạn, theo các em thì lối sống mạnh mẽ nhất là gì? Tùng ơi Tùng, em trả lời cho anh câu này nha Tùng. Alo Tùng ơi, trả lời cho anh câu số 1 nha. Bấm mic nghe được không? Các bạn, nếu biết câu trả lời các bạn bật mic lên nhá, đừng có nhắn tin mất thời gian lắm. Chúng ta nói luôn cho nhanh lắm. Tùng ơi Tùng, em trả lời cho anh câu số 1 nha Tùng. Đâu rồi? Sao không thấy Tùng trả lời ta? Đi ngủ rồi hả? Em chưa bật mic đâu Tùng ạ. Alo, em đang em mới chạy ra ngoài kia lấy đồ, anh hỏi gì ấy? Ok.
Thôi để Tùng bình tĩnh lại rồi học tiếp nha. Rồi anh hỏi Nga vậy. Nga Nga, em trả lời danh câu số 1 nha Nga. Theo tác giả, thế nào là lối sống mạnh mẽ nhất? Thưa anh là đọc hòn sỏi thì nhẹ nhàng lướt qua, gặp tảng đá lớn thì hiên ngang đối diện, gặp ngọn núi cao thì vui vẻ chinh phục, mỉm cười điềm nhiên khi tất cả đang than vãn, cắn răng xông lên khi tất cả đang đầu hàng, ngược dòng đám đông nhưng thuận theo tâm mình, đó là lối sống mạnh mẽ nhất. Ừ, tự nhất này. Ồ, chép luôn cả cái đoạn đó luôn đúng không? Tức là ngày xưa anh đi thi á, ngày xưa anh đi thi, cái năm anh đi thi anh không biết đâu, anh không biết trả lời, kiểu anh thích trả lời theo ý của mình á, nhưng mà chúng ta quên mất rằng là cái câu trả lời đôi khi nó nằm ở trong cái ngữ liệu luôn. Thì đấy chính là cái câu trả lời câu số 1 nhá. Thứ nhất này là yêu hết thảy những áp lực bủa vây. Thứ hai là ở trong bóng tối không có ai dẫn lối thì tự mình mò mẫm hiên ngang tiến bước. Gặp hòn sỏi, gặp tảng đá, gặp ngọn núi cao thì tất cả đều bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh đối diện và bình tĩnh vượt qua. Và cuối cùng đó chính là ngược dòng đám đông nhưng lại thuận theo tâm mình. Thì đó chính là cái lối sống mạnh mẽ nhất đúng không? Câu số 1 là câu khá là dài đó. Nhưng các bạn chỉ cần trả lời được chính xác tất cả những ý đó, các bạn sẽ được 0,75 điểm. Tụi, câu số 2 không? Chỉ ra các biện pháp tu từ có trong câu văn. Gặp hòn sỏi thì nhẹ nhàng bước qua, gặp tảng đá lớn thì hiên ngang đối diện, gặp ngọn núi cao thì vui vẻ chinh phục. Châu ơi Châu, em trả lời cho anh câu hỏi số 2 này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải xác định cái biện pháp tu từ trước này. Thì ở trong cái câu văn này em thấy có những biện pháp tu từ nào ta? Biện pháp tu từ ở trong đoạn này, ở trong cái câu này em nghĩ là điệp à, Điệp gì? Điệp từ gặp đúng không? điệp từ vậy đúng không ạ? Ừ. Còn có điệp cấu trúc câu nữa. Gặp cái này thì cái này đúng không? Gặp cái này thì cái này. Điệp cấu trúc câu. Và còn có cái biện pháp ẩn dụ nữa. Hòn sỏi ấy, tảng đá lớn hay là ngọn núi cao ấy, nó đều ẩn dụ chỉ những cái khó khăn thử thách mà chúng ta sẽ gặp phải ở trong cuộc đời. Đúng không? Ở cái câu này người ta mới hỏi chỉ ra biện pháp tu từ thôi á, người ta chưa có nêu tác dụng. Thì khi mà các bạn nêu tác dụng của biện pháp tu từ thì các bạn sẽ nhớ cho anh ba gạch đầu dòng như sau nha. Gạch đầu dòng đầu tiên đó chính là tu từ, nó sẽ giúp cho câu văn và câu thơ trở nên hay hơn, tăng cái sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Thứ hai là tu từ nó sẽ giúp nhấn mạnh hoặc là khẳng định một cái nội dung nào đó. Thì cái này chúng ta cần phải dựa vào câu từ, chúng ta cần phải dựa vào hình ảnh và từ ngữ để mình có thể xác định xem là tác giả ông ấy muốn khẳng định hay muốn nhấn mạnh cái nội dung gì không. Và cuối cùng là tu từ sẽ góp phần thể hiện cái thái độ và tình cảm của tác giả. Thì khi mà các bạn trả lời được ba cái mô típ này nhá, ba cái đầu dòng đó thì các bạn có thể đạt điểm tuyệt đối với câu hỏi tu từ luôn đó. Nên là có thể là các bạn cái câu hỏi tu từ nó sẽ là một câu hỏi mà chúng ta rất hay gặp ở trong đề thi. Nên là cái điều đầu tiên nha, cái điều đầu tiên mà các bạn hay bỏ quên đó, thứ nhất đó chính là mặc dù đề bài người ta chỉ yêu cầu chúng ta nêu tác dụng thôi, nhưng mà trước khi nêu tác dụng thì các bạn cần phải chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng ở trong cái đoạn thơ hay là ở trong cái đoạn văn đó là cái gì. Và khi chỉ ra thì các bạn sẽ chú ý cho anh hai điều. Cái điều đầu tiên đó chính là phải gọi tên được cái biện pháp tu từ đó. Và thứ hai đó chính là phải chỉ ra biểu hiện bằng cách là trích vào trong cái dấu ngoặc kép đó. Đấy chính là cách mà chúng ta xác định và nêu ra cái biện pháp tu từ không. Còn khi mà chúng ta trả lời tác dụng thì ví dụ như cái bài này luôn đi không? Anh sẽ lấy ví dụ cho các bạn cái bài này luôn, đó chính là tu từ ở đây đúng không? Nó sẽ khiến cái biện pháp điệp đó, cái phép điệp cùng với cái biện pháp ẩn dụ đó, nó sẽ khiến cho cái câu văn trở nên hay hơn. Thực ra là còn tạo nhịp điệu đúng không? Nó tạo một cái nhịp điệu cho câu văn đúng không? Và nó khiến cho câu văn trở nên hay hơn, tăng cái sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Thì cái gạch đầu dòng đầu tiên đó là giống kiểu copy paste á, kiểu mình áp dụng được cho tất cả những cái biện pháp tu từ luôn. Còn cái thứ hai này, ở đây các bạn chú ý cho anh hình ảnh ẩn dụ, hòn sỏi, tảng đá lớn hay ngọn núi cao ấy, nó là ẩn dụ cho những cái khó khăn thử thách, cho những cái điều bất như ý, những cái điều không may mắn mà thuận lợi mà chúng ta có thể gặp phải trong trường đời. Nhưng ông ấy muốn khẳng định rằng là khi mà chúng ta gặp những cái điều đó đúng không? Khi mà chúng ta gặp tất cả những khó khăn và thử thách đó, gặp những cái điều bất như ý đó, thì chúng ta hãy làm gì nhỉ? Hãy vui vẻ đón nhận. Hãy hiên ngang đối diện. Và cần phải nỗ lực cố gắng để vượt qua và chinh phục những cái khó khăn thử thách đó đúng không?
Đó là cái câu chuyện, nó giống như cách sống của người cha nói với con ở trong bài thơ nói với con ở nhà thơ Y Phương á. Đó là gì nhỉ? Sống như sông như suối, lên thác xuống gành không lo cực nhọc. Hay là câu chuyện gì nhỉ? Cao đo nỗi buồn xa nuôi chí lớn á. Tức là kiểu có thể cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều nỗi buồn, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những khó khăn và thử thách, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nỗ lực cố gắng vượt lên những cái hoàn cảnh khó khăn thử thách đó. Và nếu mà chúng ta biết sống chấp nhận, chúng ta biết đón nhận tất cả mọi cái khó khăn thử thách trong cuộc đời này, thì dẫu có phải lên thác xuống gành, dẫu có phải là gặp hòn sỏi hay là gặp tảng đá lớn hay là một cái ngọn núi cao sừng sững đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không ngần ngại, chúng ta không hề sợ hãi cái gì cả. Chúng ta sẽ vui vẻ đón nhận, bình tĩnh hiên ngang, đối diện nó, vượt qua nó và chinh phục nó ở trong cuộc đời của mình. Đấy chính là cái tác dụng của cái biện pháp tu từ không? Và cuối cùng, cái thái độ và tình cảm của tác giả đó chính là giống như kiểu một lời nhắc nhở ấy. Ông ấy giống như kiểu, bạn ấy viết giống như kiểu là một cái lời nhắc nhở, giống như kiểu một cái lời động viên về tinh thần để giúp chúng ta có thể sống mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể sống tích cực hơn và lạc quan hơn ở trong cuộc sống. Các em hiểu về cái phần nêu tác dụng của biện pháp tu từ chưa? Và cái đề bài này á, người ta sẽ không hỏi chúng ta nêu tác dụng đúng không? Nhưng mà anh luôn luôn sẵn, anh luôn luôn chuẩn bị cho bạn cái tâm thế đó. Tức là nếu mà chúng ta gặp cái câu hỏi nêu tác dụng biện pháp tu từ thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn sẽ nhớ cho anh ba gạch đầu dòng đó không? Đây là ba gạch đầu dòng, nếu các bạn được học anh lớp 9 rồi, các bạn đều biết anh có chia sẻ cái này rồi đúng không? Ok, câu số 3 này. Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến? Con người càng có sức ép thì càng dễ tạo nên những kỳ tích nếu biết cách kiên cường đến tận cùng. Tùng ơi Tùng, em trả lời cho anh câu số 3 này không? Em hiểu như thế nào nhỉ? Vì em nghĩ là khi mà có sức ép thì mình có áp lực, rồi từ khi đó mình mới có cái một cách làm việc tích cực hơn, kiên cường hơn trong đến kiểu mình làm việc đến hết sức mình anh. Ừ. Thế nếu không áp lực thì sao? Thì mình sẽ kiểu mình vẫn nhẫn nhơ hơn, mình vẫn nghĩ mai làm kiểu như vậy á. Ờ đúng rồi, tức là Cũng nếu mà không được không thì kiểu các bạn Gen Z bảo ngày này là kiểu kiểu mình rất mong là có một ai đó giao cho mình một cái task, giao mình một công việc và không có deadline. Và nếu mà không có deadline đúng không? Nhanh câu chuyện anh chia sẻ bên ngoài lề một chút nhá. Còn những cái việc mà chúng ta không có deadline á, anh lấy ví dụ như là deadline của chúng ta là phải chạy đua về thời gian để mà chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới đúng không? Là ngày mùng 7 tháng 7 sắp tới thì nó là deadline đúng không? Nhưng có những cái việc nó không có deadline đâu. Có những việc không có deadline đúng không, thì chúng ta sẽ trì hoãn, chúng ta sẽ kiểu cứ chơi thôi á, chúng ta cứ buông xuôi, chúng ta cứ chơi và chúng ta lên đợi một chút. Thì câu chuyện nhé, còn những cái câu chuyện mà nó không có deadline ấy, thì chúng ta sẽ trì hoãn đúng không? Thì đúng, cái câu này chúng ta sẽ hiểu đó chính là khi mà chúng ta có áp lực, tức là khẳng định cái ý nghĩa của sự kiên cường hết mình trước những cái sức ép cuộc sống. Và khi mà có những cái áp lực, khi mà có những cái áp lực và sức ép đó, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái động lực cố gắng đúng không? Hay nó tạo cho chúng ta một cái gì đó, nó thúc đẩy bản thân á, nó đẩy bản thân chúng ta đi á. Thì nó sẽ khiến cho chúng ta nỗ lực nhiều hơn, chăm chỉ nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn. Và chính những cái sự nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm đó, nó sẽ giúp chúng ta chạm đến ước mơ, hoặc là chúng ta có thể chạm đến những cái thành công ở trong cuộc sống. Ừ. Thì đó chính là cách mà chúng ta hiểu về ý kiến trên đó. Tức là mỗi bạn sẽ có một hiểu khác nhau, thì các bạn cứ quay trở về cho anh đó chính là câu chuyện áp lực nó sẽ tạo nên cái sức ép, nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái đòn bẩy, hay là tạo nên một cái động lực tinh thần để chúng ta nỗ lực cố gắng. Và khi mà chúng ta biết nỗ lực cố gắng kiên kiên trì bền bỉ đến cùng đó, thì chúng ta có thể chạm đến ước mơ và chạm đến thành công ở trong cuộc đời. Giống như kiểu là kim cương phải có áp lực thì mới có kim cương đúng không? No pain no gain á. Trong những cái ai mà đi tập gym, các bạn sẽ có một câu rất nổi tiếng, đó chính là no pain no gain, tức là không có nỗi đau thì sẽ không có thành quả, không có những khó khăn thì sẽ không có những cái điều mà chúng ta mơ ước. Never give up ạ. Never give up.
Không bao giờ từ bỏ. Ok, câu số 4 này. Anh chị có đồng ý với nhận định rằng cuộc sống này là của bạn, nếu nó không ổn thì bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm không? Ngay trả lời cho anh câu hỏi này không? Em có đồng ý không? Cuộc sống này là của bạn đó, nếu nó không ổn thì bạn phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. Em đồng ý với quan điểm của tác giả. Vì sao nhỉ? Em cũng đồng ý, nhưng mà em không biết được thế sao. Ồ, nghe thử nói vì sao đi. Vì sao em đồng ý? Đầu tiên là em sẽ giải thích, em sẽ là chứng minh cho hai vé của, thứ nhất là cuộc sống này là của bạn, thế sau là nếu nó không ổn thì người duy nhất chịu trách nhiệm là bạn. Bởi vì cuộc sống này là của mình, do mình lựa chọn, mình quyết định, mình tự làm chủ cuộc sống của mình, nên là còn cuộc sống của mình có bất cứ vấn đề gì thì mình phải đầu tiên là phải xem lại mình, giống như kiểu là cái trách kỷ hậu trách nhân ấy ạ. Thế thì mình phải xem lại bản thân mình mắc lỗi ở đâu, sai khuyết điểm gì, để từ đó biết được cách để khắc phục, thay đổi, kiểu kiểu vậy. Đúng rồi. Đấy là quan điểm đồng ý đúng không? Đồng cũng đồng ý quan điểm đó đúng không? Em nghĩ vậy anh ạ. Kiểu cuộc sống này là của bố mày. Thế còn Châu thì sao? Em có đồng ý không? Hay em có ý kiến khác? Thì không, em cũng làm bên đồng ý. Thực ra với câu hỏi này các bạn để ý đến công ty hoa hậu á. Các bạn biết lý do cho các bạn không được điểm cao rồi đó. Các bạn hãy để ý những cuộc thi hoa hậu á. Đó chính là mọi vấn đề nó luôn luôn có hai mặt. Và với câu hỏi có đồng ý hay không á, chúng ta luôn luôn 50-50. Không biết là các bạn có được thầy cô nhắc các bạn cái điều này không? Thầy cô hướng dẫn các bạn cái điều này không? Kiểu luôn luôn Có, đó. em chứ Anh mới nhắc em xong. là một bên thôi, Đúng làm rồi. hai bên dễ bị dông dài. Nhưng mà mình chọn lọc ý thôi. Thì Cô là anh bổ sung thêm câu chuyện, anh bổ sung thêm câu chuyện đó chính là nếu mà không đồng ý nhá, thực ra là đôi khi á, thực ra cuộc sống này nó còn, tức là nó không phải từ bản thân chúng ta đúng không, mà chúng ta còn đến từ rất nhiều những cái yếu tố xung quanh nữa đúng không. Sau này em lớn lên em sẽ hiểu mà. Đơn giản như câu chuyện đó chính là khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì thôi, tất nhiên là cái công việc đó chúng ta làm chủ, chúng ta làm chủ công việc, chúng ta làm chủ. Từ từ anh cắm sạc đã. Rồi, Ok. chuyện này học thêm buổi nữa Không, từ từ để anh tính lại. Tại sao là anh đang hơi hay hơi bị quay cuồng với công việc á. Nên sẽ tính thêm nha. Cái gì nhỉ? Cái sau này các em sẽ hiểu rằng là cái cuộc sống của chúng ta ấy, đôi khi á, nó không phải là tất cả chúng ta làm là được đâu. Đúng không? Tất nhiên là nó còn bị chịu tác động bởi vì yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan, yếu tố ngoại cảnh, yếu tố môi trường, yếu tố kinh tế và xã hội. Đúng không? Như câu chuyện là anh lấy ví dụ nha, cái câu chuyện là trong cái đợt dịch Covid vừa rồi đúng không? Thì tất cả mọi thứ đều đóng cửa và chúng ta không có kinh tế, chúng ta cầu thất nghiệp này, chúng ta bị thất nghiệp đúng không? Chúng ta bị thất nghiệp và chúng ta không có những cơ hội tốt trong công việc của mình. Thì đó đâu phải là nó phải đâu phải do chúng ta đâu. Đúng không các em? Nếu mà chúng ta trách bản thân mình á, thực ra cái câu chuyện nếu mà chúng ta hiểu cái điều là đúng cái cuộc sống này là của chúng ta phải chịu trách nhiệm cho nó. Nhưng mà đôi khi nha, còn những cái điều á nó đến từ những yếu tố bên ngoài nữa. Có thể là thiên tai, có thể là dịch bệnh, có thể là địch họa. Rất nhiều thứ khác nữa. Và nếu như chúng ta tự trách mình đúng không? Thì chúng ta sẽ khiến cho mình đau khổ. Thế nhưng mà ở đây anh ý anh muốn nói là cái câu chuyện đó là đôi khi cái cuộc sống này nó không hoàn toàn là do chúng ta làm chủ đâu, nó còn bị tác động bởi rất nhiều những yếu tố khác. Và nếu nó không ổn thì chúng ta phải làm gì? Nếu như nó không ổn, nếu nó chưa tốt thì sao? Thì sao nhỉ? Chúng ta có thể tự mình giải quyết được không? Không đúng không? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cần có một cái sự đồng hành, cùng có một cái sự trợ giúp và cần có một cái sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh để mà sát cánh với nhau vượt qua tất cả khó khăn và thử thách. Đúng không?
Hiểu ý này của anh không? Hiểu không Châu, hiểu không Nga, hiểu không Tùng? Hiểu anh ơi. Đó. Nên là đấy là lý do vì sao các bạn không bằng điểm cao ở câu hỏi là như vậy đó. Tức là với những câu hỏi là các bạn có đồng ý hay không thì chúng ta phải luôn 50-50. Và chúng ta hãy thử tham khảo cái đáp án này nha. Thực ra đáp án này cũng cho chúng ta có hai gợi ý. Một là đồng tình và hai là không đồng tình. Các bạn có thể đọc thêm cái phần đáp án này không? Mà em nghĩ là chúng ta nên chọn đồng tình vì nó giải thích dễ hơn không đồng tình anh ạ. Ừ, thì anh bảo các bạn chọn sao cũng được mà. Nhưng mà anh bảo ấy, 50-50 nó sẽ là cái cách để chúng ta đạt điểm cao. Bởi vì là em cứ để ý rằng những cái cuộc thi hoa hậu ấy, anh nghe mấy cái bài mà người ta kiểu hướng dẫn cách ứng xử, cách trả lời ứng xử với cuộc thi hoa hậu rồi á, thì với bất cứ một cái vấn đề nào, chúng ta phải trả lời rõ ràng là chúng ta có đồng tình hay không đồng tình đã. Trước khi nha, đầu tiên các bạn phải đồng tình hay là không đồng tình đã. Sau đó chúng ta sẽ lấy một cái lập luận và chúng ta sẽ ngay lập tức đưa ra một cái dẫn chứng. Bởi vì nhá, nếu mà không có dẫn chứng á, thì nó sẽ thiếu cái tích, nó sẽ thiếu cái sự thuyết phục lắm. Anh lấy ví dụ như là cuộc sống này không phải là do bạn đúng không? Em có thể lấy luôn cái dẫn chứng ở trong cái đại dịch Covid vừa rồi. Cái câu chuyện là thiên tai ở miền Trung đúng không? Đâu phải là cuộc sống này là của bạn và do bạn quyết định đâu. Nó còn đến rất nhiều yếu tố khác đúng không? Đến từ thiên tai, đến từ dịch bệnh. Tất cả những cái điều đó nó nằm ngoài kiểm soát của chúng ta. Vậy thì nếu mà chúng ta đổ lỗi cho bản thân mình á, thì chúng ta sẽ mãi mãi sống trong cái sự đau khổ không ạ? Phải làm như thế nào để chúng ta có thể vươn lên và vượt qua cuộc sống, đó là mình cần đến cái sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Cần phải có chung tay, tương trợ, giúp đỡ và sát cánh với của tất cả mọi người, tất cả đất nước. Đó, thì để mà cách, nó hơi khó với các bạn nhé, nhưng nếu các bạn làm được, các bạn sẽ đạt điểm cao câu hỏi nào đó. Đấy là tùy nhá. Nếu các bạn làm được cái điều đó, các bạn làm được 50-50, các bạn đưa ra được cái lý lẽ và các bạn đưa ra được cái dẫn chứng nhá. Cái lý lẽ nó chưa đủ sức thuyết phục đâu, các bạn phải đưa ra một cái dẫn chứng nữa cơ. Thì đấy là cách, nếu các bạn có xem mấy cuộc thi kiểu Miss Universe Việt Nam á, anh hay xem mấy bộ, anh xem cái tập đó, mấy cái bộ phim ứng, mấy cái tập ứng xử á. Thì anh được mọi người chia sẻ rằng là đầu tiên chúng ta cần phải nói là đồng tình hay không đồng tình đã, phải trả lời rất rõ ràng. Và thứ hai, chúng ta phải đưa ra lý lẽ. Và thứ ba, chúng ta phải đưa dẫn chứng để thuyết phục. Phải đưa dẫn chứng để thuyết minh và thuyết phục cho cái điều mình nói ha. Và với câu hỏi này là chúng ta luôn 50-50. Có thể là chọn đồng tình cũng được, không đồng tình cũng được, nhưng nên 50-50 thì chúng ta sẽ đạt điểm cao hơn. Ok ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái phần nghị luận xã hội này. Ở câu nghị luận xã hội đúng không? Chúng ta, người ta hỏi chúng ta là suy nghĩ về cách vượt qua cái áp lực ở trong cuộc sống. Mình thử suy nghĩ nha. Là như thế nào để chúng ta có thể vượt qua những cái áp lực ở trong cuộc sống bây giờ? Cuộc sống có rất nhiều áp lực đúng không? Mình có không suy nghĩ nên là mình không bị áp lực anh ạ. Không suy nghĩ nữa. Mình nghĩ là mình không suy nghĩ thì mình sẽ không bị áp lực. Làm sao để không suy nghĩ nữa? Trong khi em chưa giải quyết được vấn đề, tức là vấn đề nó vẫn còn tồn tại đó đúng không? Làm sao em không suy nghĩ được nữa? Đi ngủ anh ạ. Ồ, nhưng em đâu giải quyết được vấn đề đâu. Em đi ngủ, ngày mai vấn đề nó vẫn còn đó mà. Em hiểu không? Đó là cách mà em đang trốn tránh. Em đang trốn tránh. Em đùa ấy. Ừ, thì anh nói là cách mà chúng ta đối diện và có áp lực đó chính là cách mà chúng ta không dám dũng cảm đối diện nó mà chúng ta đang trốn tránh nó. Bởi vì em đi ngủ. Ồ, bởi vì em đi ngủ thì vấn đề nó vẫn còn đó mà. Nó đã được giải quyết đâu. Thì đấy đâu phải là cách để tốt nhất để chúng ta vượt qua áp lực ở trong cuộc sống. Em đùa rồi, em biết chứ. Mình thì mình hãy làm thôi. Mà mình làm được bao nhiêu mình làm. Ừ. Rồi, bây giờ mỗi bạn cho anh một lý lẽ nha. Làm thế nào để chúng ta vượt qua áp lực ở trong cuộc sống nha? Ý là áp lực gì vậy anh? Em, tức bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ cần phải giải thích áp lực có nghĩa là gì đã. Nó sẽ là những cái sự căng thẳng đúng không? Nó sẽ là những cái sức ép từ gia đình, từ xã hội, từ tất cả mọi người. Em biết rằng chúng ta có những áp lực nào không? Thứ nhất là áp lực về điểm số, áp lực về thành tích, áp lực về thi cử. Và chắc là còn có một cái áp lực mà thậm chí là bất cứ ai trưởng thành ấy đều trải qua, đó chính là áp lực từ xã hội hoặc là áp lực từ những người bạn đồng trang lứa. Có rất nhiều áp lực đúng không? Cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những áp lực như vậy. Tùng muốn nói gì à Tùng? Em cứ nói hết đi, sau anh sẽ giải thích nhá. Sau anh cứ nói em cứ... Thì mình hãy làm những điều gì đó mình thích mà mình chứng minh được là mình làm được.
thì sẽ không kiểu mình sẽ không bị áp lực nữa ha. Không phải sẽ không bị áp lực nữa, mà anh muốn hỏi là cách chúng ta vượt qua cái áp lực đó là gì? Mình phải là mình chứng minh ra điều đó mình làm được, mình đối diện với nó. Em lấy dẫn chứng được không? Em nói như ví dụ mày, dạ, ví dụ là em điểm thấp, nhưng mà chỉ có cái thi sau em thì chứng minh cái là tao không phải là như vậy. Như vậy là như chứng nào? Minh tất cả mọi người là tao không phải thấp, tao không phải thấp dốt kiểu như vậy. Em nghĩ như vậy. Đấy là cái việc mà em chứng minh cho tất cả mọi người rồi. Ý anh ấy, cái việc mà vượt qua áp lực nó phải đến từ bên trong em không? Em không cần phải cho mọi người, em chả cần phải chứng minh cho ai cả. Cuộc đời của em mà, em đâu cần phải chứng minh cho ai thấy đâu. Tại sao phải chứng minh cho ai thấy? Tại sao phải chứng minh cho ai thấy làm gì? Em chiến đấu vì cho em. Em cố gắng, em nỗ lực, em cố gắng là vì bản thân em, không phải vì người khác. Thì em đâu cần phải chứng minh. Đó không phải là câu chuyện áp lực có áp lực. Rồi, anh sẽ nói về Nga nhá. Nga, Nga. Theo em thì em sẽ cần vượt qua cái áp lực bằng cách nào? Theo em thì đầu tiên là em phải tự ý thức được là những cái khó khăn thất bại thì trong cuộc sống mình không thể tránh khỏi. Thì đầu tiên là mình phải chấp nhận cái khó khăn thất bại, chấp nhận cái áp lực từ xã hội. Sau đó là mình cố gắng tìm cách vượt qua. Lại câu chuyện là tìm cách vượt qua như nào? Vượt qua như nào chưa biết. nếu mà như vậy thì mình sẽ mãi tìm thôi, nhưng mà tìm như khi nào có kết quả thì chưa biết được. Đúng rồi, cái câu chuyện đấy nhá, anh lấy ví dụ cái áp lực về điểm số đi ha. Anh lấy áp lực về điểm số, áp lực về thi cử nhá. Đó là áp lực các bạn đang trải qua đúng không? Anh hiểu chúng ta đều rất là áp lực, và đôi khi cái áp lực đó ấy, nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là kiểu lo lắng. Chúng ta lo lắng và lo sợ rất nhiều về tương lai. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng ấy, cái tương lai là cái điều mà chúng ta không thể biết trước. Chỉ có một cái điều duy nhất mà chúng ta có thể thay đổi, đó chính là thay đổi hiện tại. Vậy thì cách để có thể vượt qua cái áp lực đó ấy, là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải chăm chỉ, phải quyết tâm, phải kiên trì, và phải thực hiện bằng những hành động rất cụ thể thôi. Nếu mà chúng ta cứ mãi, anh lấy ví dụ nhé, anh tin rằng các bạn đều rất lo lắng là kiểu liệu mình có đỗ vào trường này không, liệu mình có đạt điểm 8 môn văn không, liệu mình có đạt điểm 9 môn văn thôi đúng không? Thì tức là vô tình các bạn lo lắng quá nhiều vào tương lai, các bạn sẽ tạo cho mình một cái áp lực vô hình như vậy. Nhưng mà tương lai là cái điều mà chúng ta không biết trước mà, đúng không? Ai có thể biết trước là tương lai chúng ta sẽ như nào đâu. Tương lai là cái điều mà chúng ta không biết trước. Nhưng nếu mà chúng ta tự tạo cho mình cái áp lực như thế á, chúng ta tự tạo cho mình cái áp lực như vậy nha, thì vô hình chung á, chúng ta sẽ rất là căng thẳng, chúng ta sẽ rất là lo lắng, và chúng ta sẽ đánh mất đi những cái sự tập trung, và đánh mất đi những cái việc mà chúng ta cần phải nỗ lực chăm chỉ hơn ở thời điểm hiện tại. Em cứ lo không à? Cái lo ấy nó đôi khi nó choáng hết cả tâm trí của em đúng không? Và em không làm được cái việc gì cả. Thì chúng ta hiểu rằng là áp lực đó là cái điều rất bình thường. Áp lực ở đây không phải là cái điều xấu nhé. Chúng ta muốn hiểu rằng là áp lực ở đây nó không phải là cái điều xấu. Áp lực, phải có áp lực thì mới có kim cương, phải có áp lực thì nó mới tạo lên động lực. Thế thì để mà có thể vượt qua những cái áp lực đó, thì thay vì chúng ta quá mải mê hay là quá lo lắng cho những cái điều mà chúng ta không biết tương lai nó sẽ như thế nào, thì tại sao chúng ta không tập trung cho hiện tại bằng cách là nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn, đúng không? Đấy có phải là cách mà chúng ta vượt qua áp lực không? Đó là cách để giải quyết. Ừ. Sao hả Tùng? Chưa nghe rõ em nói gì hết. Thế là đó là cách mình giải quyết cái áp lực của mình hiện tại. Đúng rồi. Thì đấy chính là cách tốt nhất đúng không? Bởi vì là nó sẽ giúp em có thể đạt được kết quả tốt thôi. Và anh tin nhé. Câu chuyện ấy, tương lai nó không, câu tương lai nó là chuyện mà chúng ta không thể thay đổi được. Thế nhưng mà chắc là anh sẽ chia sẻ với các bạn cái bài của chú Hiếu TV á. Các bạn còn trẻ, các bạn nên đọc mấy cái bài radio của chú Hiếu TV. Các bạn học được rất nhiều cái điều đó trong đó luôn. Và trong câu chuyện đấy nhá, anh muốn nói về câu chuyện áp lực từ ví dụ như các bạn làm về mạng xã hội đi. Các bạn là những người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái áp lực vô hình, đó chính là mình cùng nội dung này, mình cùng sáng tạo cái nội dung này, và các bạn sẽ rất là mải mê trong cái việc là để ý lượt view, lượt like,
rồi để ý xem là cái video có lên xu hướng hay không. Chúng ta có để ý cái điều đó không? Nó đơn giản từ cái việc mà các bạn đăng ảnh ở trên Facebook, các bạn đăng ảnh ở trên Facebook hay các bạn đăng một cái video ở trên TikTok thôi, các bạn sẽ tự tạo cho mình một cái áp lực như thế, đó chính là tức là mình phải so sánh mình với người khác. Và ở đây anh muốn nói câu chuyện đó chính là chúng ta so sánh, cái áp lực nó đến từ bên ngoài á. Cái bên ngoài nó là cái điều không, chúng ta không thể thay đổi được, nhưng mà chúng ta cứ áp tạo cho mình cái áp lực đó ấy, thì nó rất là khó để có thể vượt qua. Thay vì đó thì chúng ta hãy tập trung vào bản thân mình. Thay vì đó chúng ta chỉ cần có một cái tinh thần và có một cái mindset như này, đó là chỉ cần mình tốt hơn mình của ngày hôm qua thì đó là thành công rồi. Nhớ nhá. Anh tin rằng là sau này các bạn có thể làm về Facebook, các bạn có thể làm về mạng xã hội, các bạn có thể làm về YouTube, và chúng ta luôn luôn tạo cho mình một cái áp lực là mình phải nhiều view hơn, mình phải nhiều like hơn, mình phải lên xu hướng. Thì vô tình các bạn tạo cho mình một cái áp lực như thế, đúng không? Và cái áp lực đó là áp lực từ bên ngoài mà, chúng ta đâu thể thay đổi cái áp lực đó đâu. Vậy thì chúng ta thay vì cái cách để mà chúng ta vượt qua áp lực ở trong cuộc sống ấy, ngoài câu chuyện nỗ lực và cố gắng nha, anh muốn các bạn đó chính là hãy tập trung vào bản thân của mình nhiều hơn, và hãy so sánh rằng mình của ngày hôm nay đã tốt hơn mình của ngày hôm qua chưa. Nếu như mình đã tốt hơn mình của ngày hôm qua rồi thì đó chính là thành công của các bạn. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy thôi, chúng ta cứ tiếp tục kiên trì bền bỉ như vậy thôi, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng để mình tốt hơn mình của ngày hôm qua thôi, thì lúc đó các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, các bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui trong những công việc mình đang làm. Còn nếu như các bạn đặt cho mình một cái áp lực vô hình nhá, là chúng ta phải có lượt view, chúng ta phải có lượt like, chúng ta phải có lượt share nhiều hơn người khác, hay chúng ta cứ mải mê, chúng ta cứ mải mê đi so sánh đối thủ của mình á, chúng ta sẽ rất là khổ đau á. Các bạn thực tế sẽ rơi vào cái trạng thái rất là khổ đau và bất hạnh. Nên là cách tốt nhất đó chính là hãy tập trung vào bản thân mình. Rồi, để xem là cái đề bài này cách chúng ta vượt qua áp lực như nào nhá. Thứ nhất này, hãy đón nhận áp lực bằng một cái tâm thế sẵn sàng chủ động. Áp lực là một cái phần tất yếu của cuộc sống mà không ai tránh khỏi, nhất là trong xã hội ngày hôm nay. Và thay vì sợ hãi, đúng không? Đây này, thay vì sợ hãi, thay vì căng thẳng, và chúng ta hãy kiểu, tức là chúng ta có những cái điều mà chúng ta không thể biết trước tương lai như nào, thì chúng ta sẽ cần có một cái năng lượng tích cực hơn. Chúng ta cần đón nhận mọi thứ bằng một cái tinh thần lạc quan và tích cực, và đón nhận nó một cách bình tĩnh và vui vẻ. Và hãy tập trung ở hiện tại, nhớ nhé, luôn luôn tập trung ở hiện tại, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không còn căng thẳng nữa. Và thứ hai này, đó là trau dồi bản thân. Để mà có thể vượt qua được áp lực ở trong cuộc sống ấy, thì chúng ta sẽ có thể trau dồi bản thân, không ngừng học hỏi. Câu chuyện của anh ấy, đó chính là chúng ta hãy tập trung vào bản thân mình. Tập trung vào bản thân mình như thế nào? Trau dồi kiến thức, trau dồi kỹ năng, trau dồi hiểu biết, trau dồi tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm bản thân mình tốt hơn. Và khi mà chúng ta làm mình tốt hơn mình của ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái áp lực vô hình ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Và sau này các bạn sẽ có một cái kiểu áp lực nhá. Anh tin rằng các bạn đều có một kiểu áp lực như bằng tuổi anh nha, anh 97. Nhưng mà đã có rất nhiều bạn 2000, thậm chí là 98 thôi, các bạn đã mua nhà tiền tỷ rồi, các bạn mua xe hơi rồi, có áp lực không? Có đúng không? Nghe không thấy như vậy. Anh thấy vui và anh thấy hạnh phúc về cái công việc của mình làm, hay anh thấy vui và hạnh phúc về cuộc sống mình đang có. Chúng ta hiểu một cái điều là tất nhiên là chúng ta phải cố gắng thôi, nhưng mà chúng ta không đừng đặt nặng cái vấn đề là phải đến 25 tuổi mình phải mua được nhà, đến 30 tuổi mình phải mua được xe hơi, rồi bằng tuổi mình thì các bạn đã rất là thành công rồi. Em tin anh đi, đó chính là trong cuộc đời này á, có những cái bông hoa nở sớm, nhưng cũng có những cái bông hoa nở muộn. Có những người thành công ở cái tuổi đời còn rất là trẻ, nhưng chúng ta quên mất rằng là Haley Sando, ông ấy thành công ở 30 tuổi. Jack Ma thành công ở 30 tuổi. Có rất nhiều những người thành công, họ ở cái độ tuổi rất lớn, đúng không? 70, 80, thậm chí là 90 tuổi họ mới thành công. Để chúng ta hiểu rằng á, thay vì là đặt cho mình một cái áp lực là phải đến cái độ tuổi này chúng ta phải đạt được cái này, đạt được cái kia, thì chúng ta hãy nhớ rằng này, đó là mình sẽ không được quyền, tức là mình sẽ, tất nhiên là so sánh là cái điều tốt, nhưng mà nếu so sánh nó khiến cho bản thân mình nhụt chí đi, nó khiến bản thân mình cảm thấy rằng là mình là kẻ thất bại, mình là kẻ thua cuộc, thì nó không đúng. Và chúng ta hiểu rằng là có những cái bông hoa nở sớm, nhưng cũng có những bông hoa nở muộn. Có những người thành công ở tuổi đời rất là trẻ, và cũng có những người thành công ở một cái độ tuổi kiểu tứ tuần, hoặc là U50, U60, U70 họ người ta mới thành công mà. Thế thì ở đây cái câu chuyện anh muốn nói ấy, đó chính là thay vì so sánh với người khác, thay vì chúng ta tự tạo áp lực là mình phải được như người ta, đúng không? Thì anh muốn các bạn hãy tập trung vào chính mình. Chỉ cần là mình tốt hơn mình của ngày hôm qua thì đó là thành công rồi. Và để có thể vượt qua những áp lực,
thì chúng ta hãy cần phải trau dồi bản thân, trau dồi kỹ năng, trau dồi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm. Và đó sẽ là cái con đường, cái con đường mà chúng ta trau dồi, con đường mà chúng ta cố gắng nỗ lực từng ngày như thế, nó sẽ là một con đường để dẫn chúng ta đến thành công và dẫn chúng ta đi qua những cái áp lực ở trong cuộc sống này. Hiểu ý anh nói không? Và cái dẫn chứng nhá, các bạn có thể lấy dẫn chứng về ai ta? Edison đúng không? Các bạn có thể lấy dẫn chứng về Edison này, các bạn có thể lấy dẫn chứng về Alexander, hay các bạn có thể lấy dẫn chứng về rất nhiều những cái thế hệ trẻ ngày nay của chúng ta. Những con người mà đâu phải họ làm ngay từ đầu tiên là họ đã thành công đâu, họ phải trải qua rất nhiều thất bại đúng không? Và cách mà họ vượt qua những áp lực đó là gì? Áp lực về thất bại, áp lực về thua cuộc, áp lực về cái phần bị từ chối á, có không? Sau này các bạn lớn lên rồi các bạn đi làm nhá, các bạn đừng nghĩ rằng cái cuộc đời này nó trải đầy hoa hồng. Cuộc đời này luôn luôn có những cái thử thách cho chúng ta, và đôi khi chúng ta sẽ bị thất bại, đôi khi chúng ta sẽ bị từ chối. Và cách mà chúng ta vượt qua những áp lực đó như thế nào, nó mới là điều quan trọng đúng không? Và cuối cùng này, chúng ta hãy lập một cái kế hoạch học tập, làm việc bài bản, khoa học và kỷ luật. Hãy cân đối cái thời gian cho công việc và thời gian để thư giãn, để có một cái tinh thần sảng khoái và hứng thú khi làm việc. Anh tin rằng các bạn đều đang trải qua một cái áp lực về học tập. Anh cũng thế thôi, anh đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi. Và bây giờ anh không còn đi học nữa. Anh cũng đi làm và anh cũng bị áp lực về công việc, anh cũng bị áp lực về thời gian á. Thế thì anh sẽ tìm mọi cách để anh có thể cân bằng giữa việc học với cái điều mà khiến cho mình cảm thấy vui, cảm thấy mình hạnh phúc. Thì các bạn đừng học nhiều quá nhá. Tức nha, học thì nó sẽ bị mệt mỏi vì căng thẳng á. Các bạn sẽ bị áp lực thêm đúng không? Nên là chúng ta ngủ đủ này, ngủ đủ và chúng ta dành một ít thời gian thôi. Có thể là cuối tuần mình sẽ cho mình một cái thú vui xa xỉ nào đó. Anh vẫn gọi là thú vui xa xỉ á. Là tức là hôm nào anh dậy liên tục quá, anh dậy từ sáng đến tối luôn, thì tối anh sẽ tắt điện thoại, anh sẽ nấu mì tôm anh ăn, hoặc là chỉ là anh sẽ đạp xe để mua bánh trắng trộn, xong rồi anh sẽ mua một cái lon coca. Tức là thường bình thường anh không ăn cái đó đâu, bình thường anh chỉ ăn cơm thôi. Anh không có uống coca, anh không ăn snack, cũng không ăn bánh trắng trộn đâu. Nhưng mà đôi khi á, mình sẽ bị áp lực về thế, mình sẽ cho mình một cái thú vui xa xỉ nào đó, chỉ cần là bật tivi để ngồi xem thôi, bất cứ một cái gì khiến em vui. Thì đấy chính là cách để chúng ta vượt qua áp lực đúng không? Đó là hãy cân bằng cái thời gian giữa cái việc học và thời gian cái giải trí, cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi, để giúp em có được cái tinh thần sảng khoái hơn và chúng ta có thể tìm thấy được cái niềm vui và tìm thấy hạnh phúc trong công việc của mình đang làm. Hiểu chưa? Tùng có ý kiến gì phản biện anh không? Alo Tùng, em hiểu cái ý anh nói không Tùng? Em hiểu rồi anh. Ok. Nga thì sao? Nga thì sâu thì sao? Các em hiểu cái cách mà chúng ta làm cái bài này chưa? Lát nữa nhá, lát nữa anh sẽ cho các bạn xem một cái video. Các bạn nên nghe cái audio của chú Hiếu TV. Và cái điều đó là rất là hay á. Do gần đây anh hơi bận quá, anh chưa kịp nghe hết tất cả mọi thứ. Nhưng có một cái bài video rất là hay, đó chính là áp lực, cũng nói về cái áp lực. Thì anh sẽ share cả lớp mình cố gắng xem nhá. Bài đó hay lắm. Và anh ước gì như giá như bằng tuổi các bạn ngày xưa anh được biết cái video đó, thì anh có một cách vượt qua cuộc sống này nó dễ dàng hơn á. Chúng ta không còn khổ đau, chúng ta không còn bất hạnh, hay chúng ta không còn thấy kiểu mình buồn hay mình bị chán nản ở trong cuộc sống này nữa. Nên là nếu mà các bạn có thời gian nhá, các bạn nên xem cái radio của chú Hiếu TV. Thực sự nó rất rất hay luôn á, và nó sẽ là một cái điều để các bạn có được cái nguồn sống cũng như là có một cái phần kiểu kiến thức và hiểu biết để giúp em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Hoặc trước mắt mình thì chính là mình làm được cái công việc lợi xã hội tốt hơn. Thì lát nữa anh sẽ chia sẻ với các bạn cái video đó, các bạn có thể nghe nha. Ok, về cái phần phê phán này, các bạn tham khảo cái phần phê phán này không? Tuy nhiên á, con người không phải lúc nào con người có thể vượt qua được áp lực. Nếu cảm thấy áp lực đó quá sức vượt khỏi tầm kiểm soát, khả năng của bản thân, thì học cách chia sẻ với người thân, bạn bè để có sự giúp đỡ, tương trợ, để có được cái giải pháp tích cực để thoát khỏi bế tắc. Đừng cố chịu đựng, đừng quá dồn nén cảm xúc, mà hãy học cách buông bỏ bớt gánh nặng cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản, hào cách giải phóng cảm xúc tiêu cực của mình để tìm cuốn năng lượng tích cực. Đôi khi á, anh biết rằng là có nhiều lúc các bạn bị chìm vào cái cảm xúc tiêu cực nhiều quá ấy, nếu mà chúng ta không tìm cách vượt qua được không? Bởi vì là có rất nhiều người họ chìm vào trong cái cảm xúc tiêu cực đó vì những cái áp lực xung quanh á. Em để ý rằng là mấy ngày hôm nay anh nghe mấy cái gia đình mà kiểu người ta bị áp lực vì chơi Bitcoin hay là chơi chứng khoán, mà cái tiền Bitcoin, cái tiền chứng khoán đi xuống á, người ta bị áp lực về tiền bạc quá, xong người ta nghĩ quẩn, người cả gia đình chết luôn. Thì ở đây anh muốn các bạn đó chính là, nếu như chúng ta
gặp cái khó khăn quá, tức là có những cái áp lực mà chúng ta không thể tự vượt qua được, thì chúng ta nên chia sẻ với mọi người xung quanh. Có thể là chia sẻ với những người mà em cảm thấy rằng họ có khả năng lắng nghe mình, họ có thể đồng cảm và sẻ chia với mình. Còn nếu không nhá, nếu không thì chúng ta có thể đi tìm đến bác sĩ để trị liệu về tâm lý. Nhớ nhá, nếu bất cứ lúc nào mà em cảm thấy rằng em tiêu cực quá, em cảm thấy rằng mình không thể vượt qua được cái cảm xúc đó, thì em nên chia sẻ với mọi người xung quanh để cần cái sự giúp đỡ. Hoặc là chúng ta có thể đi tìm đến những cái bác sĩ để trị liệu về mặt tâm lý. Để chúng ta luôn luôn, và anh hy vọng rằng các bạn gặp bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, thất tình, thất nghiệp, trượt đại học, gặp bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, anh hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn nhìn vấn đề theo một cách lạc quan nhất và tích cực nhất. Nhớ không? Luôn luôn tích cực và luôn luôn lạc quan ở trong cuộc sống nha. Ok. Đó, sau cái phần phê phán là cái phần liên hệ bản thân thì các bạn làm được đúng không? Đó, đó chính là cái hướng làm của bài này ha. Cả lớp mình hiểu bài này chưa? Ok. Rồi, bây giờ là 11:35 rồi á, thì anh sẽ cho cả lớp mình nghỉ. Mình sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Ok, về cái video bài giảng thì anh sẽ đăng lại trên cái folder. Xong anh sẽ, ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ lại với các bạn hai bài. Một là cảm nhận về người đàn bà hàng chài, hai là cái phân tích cái sự đối lập giữa cảnh đoàn thiền ngoài xa, à chiếc thuyền ngoài xa ấy, với cảnh bạo lực gia đình. Và ba là anh sẽ chia sẻ với các bạn bài của chú Hiếu TV về cái sự áp lực. Các bạn chịu khó nghe nhá. Chịu khó nghe cái video đó thì các bạn sẽ học được rất nhiều điều. Ok. Vậy thôi nha, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay và nghỉ ngơi đi ăn trưa ha. Bye bye cả lớp. À. Bye bye.